Chàng rể trường sinh, Đinh Dũng. Tập 18. Thượng tộc, cô dựa vào cái gì mà xưng là thượng tộc? Đinh Dũng nhướng mày nhìn Lý Uyển, điềm tĩnh nói, tôi cũng không nhận ra cô cao quý ở điểm nào, thực lực cũng chẳng ra làm sao. Hừ, thực lực nhà họ Lý chúng tôi không phải là điều anh có thể phán xét. Lý Uyển tỏ vẻ khó chịu, hắng giọng nói tiếp, cho dù là tôi cũng chỉ có thể xếp thứ hai trong lớp thanh niên của gia tộc, anh trai tôi thiên chất tự nhiên vô song. Không phải người như anh có thể so bì. Anh trai tôi từng vào động tuyết, trải qua thập tử nhất sinh mới lấy được một dị quả về, không dựa vào bất cứ ngoại lực nào mà tự tiến hóa thành cấp bậc đại sư. Hiện giờ anh tôi đã là đại sư tầng đỉnh phong rồi, nói tới anh trai mình, Lý Uyển tỏ vẻ tự hào như thể nói về mình vậy. Đinh Dũng liếc cô ta mà không khỏi cảm thấy nực cười. Anh nói, ăn dị quả mà cũng gọi là không dựa vào ngoại lực sao? Anh, hừ. Tôi không muốn đôi co với anh. Anh là người nhà họ Phùng phải không? Lý Uyển nghiến răng, nắm chặt tay, cố gắng kiềm chế lửa giận trong lòng. Nhà họ Lý chúng tôi là một trong tứ đại gia tộc, là thượng tộc của các người, dám mạo phạm người của thượng tộc thì giết không tha. Cô không giết được tôi đâu, Đinh Dũng bỏ lại một câu, không quan tâm tới cô ta nữa mà cứ thế đi về phía một người bị đánh bay ra khỏi đây trước đó. Người này bị Tuyết Báo dùng vuốt bạt thẳng vào cơ thể bay ra ngoài cả chục mét. Lúc này đang nằm dưới đất bất động, toàn thân máu me be bét, thế nhưng Đinh Dũng lại không khỏi cau mày vì người này chưa chết. Một người khác, anh cũng đã cảm nhận được đối phương mất đi hơi thở nhưng người trước mặt này mặc dù trọng thương nhưng không hề ngừng thở. Cảm nhận được sự xuất hiện của Đinh Dũng, người đàn ông nằm dưới đất giật giật mi mắt nhìn Đinh Dũng, trong họng hãy húng hắng vài tiếng nhưng nói không ra nổi một câu. Hai, chịu đựng một chút, Đinh Dũng thở dài, quỳ gối ấn vào ngực hắn ta. Một luồng linh khí thuần túy thâm nhập vào cơ thể hắn, di chuyển tới vùng yết hầu và từ từ chữa trị vết thương tại vị trí này cho hắn. Người này bị thương quá nặng, gần như cứu không nổi. Đinh Dũng chỉ có thể nghe xem di ngôn cuối cùng trước khi chết của hắn là gì. Hự, a, trong cổ họng người đàn ông ngắc ngứ phát ra âm thanh không liền mạch. Hắn ta không thể cử động nhưng thể hiện trên khuôn mặt lại rất rõ ràng. Trong tình cảnh cơ thể bị trọng thương mà còn không thay đổi ánh mắt kiên định. Thế nhưng lúc này mắt hắn lại bắt đầu có thần sắc hơn hẳn. Anh muốn làm gì? Nghe tiếng kêu rên đau đớn của người đàn ông, mặt mày Lý Uyển biến sắc, vội xông đến kéo Đinh Dũng ra rồi nạt, anh đừng có giết hắn, có việc gì thì tìm tôi. Tôi cảnh cáo anh, nếu như anh còn tỏ thái độ bất kính với thượng tộc thì ra khỏi đây, tôi nhất định sẽ cho nhà họ Phùng phải trả giá đắt, mặc dù nói vậy nhưng lại tỏ ra không mấy chắc chắn. Thực lực hiện giờ của cô ta còn không thể thi triển được một nửa. Thuộc hạ dưới trướng lại trọng thương, đối diện với Đinh Dũng cô ta căn bản không có khả năng đánh trả. Nếu như Đinh Dũng không muốn cho đội cô ta đi ra khỏi đây thì đó lại là chuyện quá đơn giản. Tay Đinh Dũng buông khỏi ngực người đàn ông kia, ánh mắt tên này lập tức tối sầm cả lại, khi nãy hắn có thể cố giữ lấy hơi tàn là có điều muốn nói, thế nhưng bây giờ Lý Uyển lại chặn đứng quá trình chữa trị của Đinh Dũng nên khiến hắn ta không thể giữ nổi hơi thở cuối cùng. Thấy cảnh này, Đinh Dũng cau mày nhìn Lý Uyển bằng con mắt lạnh lùng rồi lại giơ tay ấn vào ngực người đàn ông kia. Ai ngờ anh còn chưa lại gần hắn ta thì đã bị Lý Uyển ngăn lại. Tôi cảnh cáo anh, nếu anh, Lý Uyển mặt mày lạnh như hàn băng nhìn Đinh Dũng chằm chằm. Đối mặt với một cô gái xinh đẹp chừng 20 tuổi đầu, Đinh Dũng không hề tỏ ra thương hoa tiếc ngọc. Không đợi cô ta nói xong, anh đã ngắt lời, còn không tránh ra thì hắn ta sẽ chết. Hả, Lý Uyển sững người. Tránh ra, Đinh Dũng nheo mắt gạt Lý Uyển sang bên. Giây phút gã kia sắp chết, anh lại ấn vào ngực hắn để giữ lấy hơi thở mà hắn vẫn cố gắng níu giữ. Chẳng mấy chốc, linh lực miễn cưỡng cũng có thể khôi phục lại phần hầu họng của hắn. Mặc dù không thể cứu cái mạng hắn nhưng để hắn có thể nói chuyện thì lại không phải vấn đề khó với Đinh Dũng. Cảm ơn, người đàn ông kia vất vả lên tiếng, trong ánh mắt mang theo sự cảm kích. Hắn nhìn sang Lý Uyển, tiểu thư, giúp tôi chăm sóc con gái tôi. Được, anh yên tâm, tôi nhất định sẽ giúp anh chăm sóc cô bé, Lý Uyển hít sâu một hơi. Cô ta không ngờ vừa rồi Đinh Dũng ra tay cứu thuộc hạ của mình. Cô ta còn cho rằng Đinh Dũng muốn hại người nên lúc này nghĩ lại, cô ta mới biết mình đã trách nhầm Đinh Dũng rồi. Có điều dù Lý Uyển cảm thấy áy náy nhưng cô ta lại không thể hiện gì ngoài mặt, vẫn bộ dạng lạnh lùng băng giá đó. Sau khi người đàn ông nói xong, hắn ta lại nhìn sang Đinh Dũng, cảm kích nói cảm ơn cậu.
Người này còn chưa nói xong thì mặt mày đã biến sắc, đôi mắt trợn trừng, máu tươi cứ thế trào ra khỏi miệng, nơi cổ họng hắn chỉ còn lại những âm thanh ngắc ngứ không thành lời. Anh mau cứu anh ta đi, Lý Uyển nãy giờ vẫn giữ bộ dạng lạnh lùng, lúc này thấy cảnh này thì cuối cùng cũng tỏ vẻ hoang mang. Thế nhưng Đinh Dũng lại lắc đầu, không phải anh không cứu mà là không thể cứu, người này trọng thương toàn thân, nhìn là biết không thể sống nổi rồi. Anh, thấy Đinh Dũng không có bất cứ hành động nào, Lý Uyển cuống cả lên. Không cứu được, Đinh Dũng liếc nhìn cô ta, giơ tay vuốt mặt người đàn ông kia giúp hắn ta nhắm mắt lại, sau đó anh đứng dậy, trấn tĩnh nói, các cô đến đây vây bắt với mục đích gì, nói hết những gì cô biết cho tôi. Sao anh có thể thấy chết mà không cứu, anh làm vậy sẽ gặp báo ứng, cứu một mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp. Lý Uyển vẫn không có ý định buông tha cho Đinh Dũng, hoàn toàn không để tâm những gì Đinh Dũng nói. Đinh Dũng cau mày quay đầu nhìn Lý Uyển, trong đôi mắt mang theo sát khí đằng đằng. Chỉ một ánh mắt cũng đủ khiến Lý Uyển im bặt. Lúc này cảm giác Đinh Dũng mang lại cho cô ta giống như một vũ khí sắc bén sắp đoạt mạng con người, toàn thân sát khí đằng đằng. Cô ta chưa bao giờ từng thấy ánh mắt nào như vậy nên lúc này cảm thấy vô cùng khó thở, giống như cô ta chỉ cần nói thêm nửa lời thì Đinh Dũng sẽ giết cô ta luôn vậy. Tôi nói lại lần cuối, đem hết mọi chuyện cô biết nói ra, nếu không, mắt Đinh Dũng nghiêm nghị hẳn. Nếu không thì thế nào? Anh hết lần này đến lần khác mạo phạm thượng tộc, tôi còn chưa tính sổ với anh đâu. Anh là người của hạ tộc, lẽ nào còn muốn mạo phạm? Lý Uyển nắm chặt tay nghiến răng trợn trừng mắt nhìn Đinh Dũng. Thế nhưng cô ta còn chưa nói xong thì Đinh Dũng đã lao như mũi tên về phía trước, bóp cổ cô ta, gằn giọng nói, tôi không có thời gian mà lãng phí với cô. Hoặc là nói, hoặc là chết. Lý Uyển bị Đinh Dũng bóp cổ thì mặt mày tái mét. Từ nhỏ cô ta đã được cưng chiều, chưa bao giờ gặp phải một người thế này, không chỉ thể hiện thái độ không tôn trọng mà thậm chí còn đụng tay đụng chân với cô ta. Anh dám giết tôi, một khi bố tôi biết được là do anh làm thì cho dù có xuống hoàng tuyền cũng không tha cho anh. Đến cả nhà họ Phùng kia cũng phải chôn theo anh, Lý Uyển nghiến răng không chịu khoan nhường. Cả Bắc Cảnh này đẳng cấp phân định rạch ròi, trong thành phố Lôi Nhĩ lại càng rạch ròi hơn, 10 gia tộc hạng nhất. Mặc dù cũng rất mạnh nhưng so với tứ đại gia tộc thì bọn họ hãy còn kém xa. Chỉ một nhà họ Phùng còn con không đáng để nhà họ Lý coi trọng. Cô cho rằng việc này sẽ được đồn ra ngoài sao, Đinh Dũng nheo mắt hắng giọng, trước đó mọi người đều thấy nhà họ Trương ra tay với cô, cho dù cô chết thì bố cô cũng sẽ đoán là nhà họ Trương làm thôi. Vốn dĩ Lý Uyển mặt mày hãy còn lạnh lùng nhưng nghe Đinh Dũng nói xong thì cứng đơ người. Cô ta nghiến răng hắng giọng, rốt cục anh muốn biết gì? Các cô tới đây rốt cục có mục đích gì? Đinh Dũng nhìn thẳng vào Lý Uyển mà hỏi. Nghe vậy, Lý Uyển thẫn thờ, sau đó thì cau mày hỏi lại, nhà họ Phùng các anh đến đây có mục đích gì? Đinh Dũng nghe câu này xong thì liền hiểu ra vấn đề. Nhà họ Phùng phái người tới đây là vì có được dị quả, có điều Đinh Dũng lại không tin một đại gia tộc như nhà họ Lý lại cần phái người tới đây để tìm những dị quả tầm thường này. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trừ phi những dị quả này có sức hấp dẫn đặc biệt với bọn họ, Đinh Dũng đoán ra được gì đó, nhếch miệng mỉa mai, lần này cô đến đây vì thiên thần quả gì đó. Đinh Dũng dứt lời, Lý Uyển lập tức nhìn anh chằm chằm, vẻ mặt khó tin như thể muốn nói làm sao anh biết được. Lần này Lý Uyển tới đây quả thực là vì thiên thần quả. Trước đó mặc dù cô ta đã ăn thiên thần quả và có được thiên nhãn thần thông nhưng thần thông này lại có hạn chế. Vì vậy bố của Lý Uyển đã đoán ra được có lẽ thần thông không được vẹn toàn. Nếu ăn thêm một thiên thần quả nữa thì có thể có cơ hội tu phục. Có điều những điều này đều chỉ là đoán mà thôi. Lần này Lý Uyển tới đây chính là muốn tìm một thiên thần quả. Nếu như có thể tiến hóa thêm lần nữa thì càng tốt. Cho dù không thể tiến hóa mà có thể hoàn thiện thiên nhãn thần thông cũng là việc rất tốt rồi. Xem ra quả nhiên là như vậy, Đinh Dũng bật cười. Nới lỏng tay ở cổ Lý Uyển rồi đi về phía xa, điềm tĩnh nói, dẫn tôi tới chỗ thiên thần quả sinh trưởng. Không thể nào, anh cũng có ý định lấy thiên thần quả. Thiên thần quả là gốc rễ căn cơ của nhà họ Lý chúng tôi tuyệt đối sẽ không nói cho anh biết. Thấy Đinh Dũng không hề có ý định dừng bước, cô ta nhìn ngó xung quanh rồi chẳng biết phải làm gì nên quyết định đi theo. Hiện giờ trong núi vô cùng nguy hiểm, thực lực của cô ta còn chưa khôi phục. Ở trong ngọn núi Phổ Lôi Nhĩ bốn bề nguy hiểm thế này một khi gặp phải tuyết quái thì về cơ bản là không có khả năng sống sót. Cảm nhận được bóng hình sau mình,
Đinh Dũng nhếch miệng cười. Một cô tiểu thư cao ngạo như Lý Uyển thì phải dùng cách này mới khiến cô ta ngoan ngoãn nghe lời. Thời gian cứ thế chậm chậm trôi đi, khu rừng chìm trong yên ắng không phải vì tuyết quá ít đi mà vì Đinh Dũng dựa vào khả năng cảm nhận nhạy bén của mình nên có thể cảm nhận được sự tồn tại của tuyết quái, anh cứ thế đi cung đường né tránh sự xuất hiện của chúng. Trời dần tối, thời gian một ngày cứ thế trôi đi. Đến tối, Đinh Dũng dựa vào một gốc cây, lấy đồ ăn trong túi đựng đồ đã chuẩn bị từ trước ra để đệm vào cái bụng đói của mình. Ục, ục, Lý Uyển đứng bên chốc chốc lại liếc sang Đinh Dũng. Cái bụng đói của cô ta cứ thế biểu tình, mọi thức ăn dự trữ cô ta mang đi đều đã mất sạch khi cô ta bỏ trốn, thế nhưng cô ta lại không tiện xin đồ ăn từ Đinh Dũng, chỉ có thể hắng giọng mà thôi. Đinh Dũng thấy vậy thì thầm cười nhưng không chủ động đưa đồ ăn cho Lý Uyển mà ăn xong thì nhắm mắt nghỉ ngơi. Theo như những gì mà Lý Uyển nói trước đó thì mấy gia tộc ở đây đều có con đường riêng cho mình, do vậy mà theo lẽ thường thì khả năng bọn họ đụng mặt là rất khó. Thế nhưng nếu như có người mưu đồ chiếm lợi ích của gia tộc khác thì cũng không phải không thể, có điều mấy năm nay vẫn chưa từng xuất hiện cảnh này. Nếu vậy thì muốn tìm được Kim Vô Đạo lại càng khó hơn nhiều. Đinh Dũng thầm nghĩ nếu như không thể gặp mấy người phía Kim Vô Đạo ở đây thì khi ra ngoài, anh phải để lộ thân phận để Kim Vô Đạo chủ động tìm mình rồi. Thời khắc buổi tối thường trôi qua rất nhanh, trời càng lúc càng tối, ánh trăng bị tán cây che mất, chỉ rọi ánh sáng hắt hiu xuống mặt đất. Lý Uyển dựa vào cái cây cách Đinh Dũng không xa, kể cả là cơ thể mệt mỏi vì bị dày vò cả ngày nhưng cô ta vẫn giữ trạng thái cảnh giác, nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc rồi quan sát xung quanh. Mãi tới khi trời sáng, Lý Uyển mới buồn ngủ không mở nổi mắt, cô ta buông lơi cảnh giác, dựa vào cây ngủ một giấc. Đinh Dũng ngồi khoanh chân dưới gốc cây cứ thế tu luyện thánh tâm quyết. Linh khí ở đây dày đặc hơn ở Giang Bắc rất nhiều. Chỉ trong một đêm mà Đinh Dũng đã thu nạp được lượng linh khí bằng anh thu nạp được trong một tuần như thường lệ. Sức mạnh linh hồn của Đinh Dũng lúc này cũng được phóng ra bên ngoài, bao trùm trong phạm vi 10 mét xung quanh. Dưới sự bao trùm của sức mạnh linh hồn, chỉ cần xung quanh có bất cứ động tĩnh gì thì anh đều có thể nhận ra ngay lập tức. Một đêm cứ thế trôi qua mà không hề xảy ra biến cố gì. Màn sương rất mỏng bao trùm xung quanh, Đinh Dũng lập tức nhận ra có điều bất thường. Đương lúc anh định đứng dậy tìm hiểu thì đột nhiên cái cây ở phía xa sao động. Sức mạnh linh hồn của Đinh Dũng rất nhạy bén. Anh lập tức cảm nhận được động tĩnh của cái cây kia. Anh bỏ ngay ý định ban nãy của mình, tiếp tục ngồi dưới đất giống như cảm nhận được có gì khác thường vậy. Hồi lâu sau, có lẽ cảm nhận được Đinh Dũng không hề di chuyển, chạc cây kia lại vang lên tiếng sao động, ngay sau đó thì tiếng động kia vang dần về phía Lý Uyển. Tốc độ của chạc cây kia rất nhanh. Lý Uyển căn bản không cảm nhận được có gì bất thường. Chẳng mấy chốc, chạc cây kia đã tới bên cạnh cô ta, từ từ quấn lấy cô ta. Quái lạ, cái cây này thành tinh rồi sao, Đinh Dũng cau mày. Anh không hề thấy có bất cứ ngoại lực nào tác động lên chạc cây này, như thể chạc cây này chủ động tới gần Lý Uyển vậy. Có điều cái cây cổ thụ này sao có thể di chuyển được. Đinh Dũng chưa bao giờ thấy cảnh này. Cây thành tinh ở thời thượng cổ sẽ xuất hiện cảnh này. Lẽ nào vì trong núi Phổ Lôi Nhĩ linh khí dày đặc nên khiến cho cái cây này dị biến? À, đương lúc Đinh Dũng mải suy nghĩ thì đột nhiên Lý Uyển hét lên thất thanh, sau đó thì cơ thể cô ta đã bị chạc cây kia quấn trọn lấy, nhấc bổng trong không gian. Thấy cảnh này, Đinh Dũng đứng dậy cau mày nhìn về phía cái cây kia. Đây là cây cổ thụ cao ngất trời, thân cây cũng phải hai người ôm mới xuể. Những cành cây rậm rạp đâm tua tủa che lấp cả bầu trời. Thế nhưng quấn lấy Lý Uyển không phải chạc cây này mà là những dây leo chằng chịt rơi từ trên cây xuống. Mấy dây leo màu xanh nhạt chằng chịt, trông không khác gì con rắn độc nhe nanh. Những dây leo này quấn theo từng tầng từng lớp bó chặt lấy cơ thể Lý Uyển khiến cô ta không sao di chuyển được. Thứ gì đây, chết đi cho tôi, Lý Uyển nghỉ ngơi một đêm xong thì thực lực đã khôi phục lại được một nửa. Sau tiếng thét, cô ta dùng hai tay cố kéo những dây leo kia ra khỏi người. Đương lúc cô ta tiếp tục giật dây leo kia thì lập tức có thêm 10 dây leo nữa di chuyển tới, chỉ trong chốc lát đã quấn lấy cô ta. Những dây leo dị thường kia không ngừng di chuyển ôm lấy cơ thể Lý Uyển. Hiện giờ đã không nhìn được rõ cơ thể của Lý Uyển nữa mà chỉ có thể nghe thấy tiếng hét yếu ớt của cô ta. Anh còn định đứng nhìn tới bao giờ, cuối cùng trong đống dây leo chằng chịt lên cũng vang lên giọng cầu cứu yếu ớt của Lý Uyển. Nghe vậy, Đinh Dũng mới nhếch miệng lên. Trước đó anh không ra tay là vì đợi cô ta lên tiếng.
Lúc này Lý Uyển đã có lời thì Đinh Dũng mới điềm tĩnh nói, đừng cựa quậy, thả lỏng cơ thể. Nói rồi, Đinh Dũng cứ thế đạp chân xuống đất, nhẹ nhàng bay về phía cây cổ thụ kia, thoát thân qua vòng quấn dây leo và không hề để tâm tới vòng quấn dây leo đang bao trọn người Lý Uyển. Anh đứng trên một chạc cây, sau đó túm lấy dây leo. Cây dây leo bị Đinh Dũng giật đứt nhưng anh lại cảm nhận được sự dao động, như thể nó đang gào thét. Điều này khiến Đinh Dũng mặt mày tối sầm cả lại. Quả nhiên không ngoài dự đoán của anh, những thực vật này cũng đã tiến hóa. Thứ dị quả kia mặc dù không biết vì nguyên do gì mà không tiến hóa, chỉ kết ra loại quả khiến con người tiến hóa nhưng có những cây cối lại khác, chúng lấy sức mạnh của những quả này. Thực ra những điều này Đinh Dũng đã đoán được từ trước. Vạn vật tất có linh, động vật đã tiến hóa thì thực vật đương nhiên cũng có thể tiến hóa. Chỉ cần có được khả năng tiến hóa đặc biệt thì mọi thứ đều có thể tiến hóa theo. Súc sinh, mày thả cô ta hay là để tao cho mày không toàn thây, cho mày một mồi lửa thiêu thành tro. Mặc dù Đinh Dũng không lên tiếng nhưng ý thức của anh lại truyền vào trong cây dây leo kia. Sau khi ý thức của Đinh Dũng truyền vào, cây dây leo vốn dĩ bó chặt không rời thì lúc này như được thức tỉnh. Tiếng thét ai oán của nó vang vọng trong đầu Đinh Dũng. Cây dây leo cuộn lại thành quả bóng. Lý Uyển bên trong gào thét điên cuồng, sau đó không còn nghe thấy âm thanh gì nữa. Đinh Dũng mặt mày biến sắc, Lý Uyển là người dẫn đường của anh không thể để cô ta chết vào lúc này. Muốn chết, Đinh Dũng nheo mắt lạnh lùng hắng giọng, linh lực trong cơ thể anh cứ thế tuôn trào. Luồng linh lực thuần túy vốn dĩ là thứ xúc tác rất nhạy bén cho cơ thể nhưng lúc này lại như nước thủy triều lên, thâm nhập vào trong dây leo kia. Cây dây leo kia bị đứt theo từng đoạn một, còn phần bó lấy Lý Uyển thì bắt đầu dịch chuyển. Nó còn chưa nới Lý Uyển ra thì đã hóa thành vụn rơi trên mặt đất. Giờ xin thì đã muộn, tao đã từng cho mày cơ hội, Đinh Dũng không hề di chuyển. Vạn vật có linh, động vật tu hành không dễ thì thực vật càng khó hơn. Anh vốn không muốn trừ tận gốc cây dây leo này nhưng ngặt nỗi nó lại không biết điều. Lúc này trong lòng Đinh Dũng không hề có bất cứ cảm xúc gì. Linh lực đều được anh kiểm soát, cứ thế thâm nhập vào cơ thể mẹ của cây dây leo, cuộn vào khiến từng dây leo với các cánh tay con trong thân cây kia hóa thành tro bụi. Bịch, Lý Uyển ngã ra đất, hôn mê bất tỉnh. Đinh Dũng thấy vậy thì vỗ vào túi đựng đồ, lấy ra một chai nước khoáng, mở nắp rội lên mặt Lý Uyển. À, Lý Uyển lập tức tỉnh lại. Cô ta ngồi ngay dậy, nước lạnh khiến cô ta tỉnh táo. Lý Uyển vô thức hét lên nhìn Đinh Dũng rồi vội sờ vào mặt mình mà gằn lên, anh dám đổi nước vào mặt tôi liều với anh. Nghe xong, Đinh Dũng không để ý đến cô ta nữa mà quay người đi, đã tỉnh rồi thì mau đi, tôi vội. Hừ, đúng là ngông cuồng, Lý Uyển bỏ lại một câu, thế nhưng lại không dám ở lại, vội vàng đi theo sau Đinh Dũng. Theo đường mà Lý Uyển chỉ, Lý Uyển dẫn anh đi vòng trái, vòng phải, cuối cùng khi gần tới vùng đất mà thiên thần quả sinh trưởng. Sau khi Đinh Dũng đảm bảo ba lần sẽ không cướp thiên thần quả của cô ta thì Lý Uyển mới đồng ý dẫn Đinh Dũng đi về phía trước. Thế nhưng khi hai người vừa tới gần vùng đất sinh trưởng của thiên thần quả thì phát hiện hai cái xác đã bị xẻ nát ở đây. Cây cối xung quanh đều không còn thành hình dạng gì nữa. Nơi này đã từng xảy ra cuộc đánh đấm kịch liệt. Hai thi thể đã bị chém thành đôi, kẻ hành hung có lẽ không phải con người mà là một tuyết quái bên trong núi Phổ Lôi Nhĩ. Nghĩ tới thực lực của tuyết quái. Hai người này không phải đối thủ của nó cũng là sự thật. Không thể nào, ở đây sao lại có người xuất hiện được, thấy xác hai người này, mặt Lý Uyển tái đi. Cô ta nghiến răng, nơi này là nơi bí mật của nhà họ Lý, cho dù là người tôi dẫn đến cũng không biết được vị trí nơi này, không thể có người vào đây được mới đúng. Chúng ta mau đi xem, nói rồi, Lý Uyển không đợi Đinh Dũng lên tiếng, cứ thế lấy bản đồ ra, chạy theo đánh dấu trên bản đồ. Lần này cô ta tới đây vì thiên thần quả, vượt qua bao khó khăn mới tới được đây. Nếu như bị người khác cướp mất thì đúng là thất bại nặng nề. Đinh Dũng thấy cảnh này thì nheo mắt, đi theo cô ta. Trang phục trên hai thi thể kia trông rất quen, hình như là trang phục mà người trong phủ thành chủ mặc. Nếu thật sự như vậy thì có lẽ Kim Vô Đạo cũng ở đây. Người thần bí của phủ thành chủ đông nhất, cũng phải 7-8 người đeo mặt nạ. Kim Vô Đạo rất có khả năng trà trộn trong đó. Nghĩ vậy, Đinh Dũng nhanh chóng di chuyển đuổi theo Lý Uyển. Cách nơi Đinh Dũng và Lý Uyển đứng về phía trước không xa, cây cối thưa thớt dần. Lấy cây cổ thụ đã chết khô làm trung tâm thì cách đó chừng 100 mét xung quanh không hề có dấu tích của thực vật sinh trưởng.
cây cổ thụ này đã chết khô, cái cây trơ trụi với chạc cây, cành cây đan nhau. Duy chỉ trên cành cây còn lác đác vài điểm xanh, những chiếc lá màu xanh nhạt điểm xuyết ở trên, và hai quả bán trong suốt, một to một nhỏ ở đầu cành. Đây chính là thiên thần quả trong truyền thuyết, một đám người mặc đồ đen, đội nón đầu đứng dưới cây ngẩng mặt lên nhìn quả trên cây. Tên đi đầu không khỏi trầm trồ, cây khô gặp mùa xuân, quả là bất phàm. Đây là một cái cây cổ xưa khô héo, sau khi bị sét đánh lại mọc ra lá mới, ở một bên, một người đàn ông mặc giáp bên trong nói năng hùng hồn, đây là miếng mồi béo bở của nhà họ Lý, chúng ta nhanh chóng ra tay thôi, cẩn thận đừng để người ta hủy đi. Bên cạnh người này còn 5 người cùng mặc đồ giống vậy, lần lượt là 4 người nam, 1 người nữ, chính là 6 đại hộ vệ của nha nội đứng bên ngoài nhà bạt của phủ thành chủ. Được, ra tay, người mặc đồ đen đội nón đầu gật đầu. Người này dứt lời, mấy tên đồng bọn lập tức bận rộn hẳn. Bọn họ lấy ra một đống chai lọ xung quanh thiên thần quả. 6 hộ vệ kia cũng chẳng nhàn rỗi, cứ theo yêu cầu của người đàn ông đội mũ đầu mà bắt đầu đào hố. Mười mấy người phân công rõ ràng giống như thể đã thương lượng từ trước, chẳng mấy chốc đã đào được những cái hố to nhỏ nông sâu không giống nhau. Lấp vào trong, người đàn ông kia phất tay, những người khác lập tức gật đầu chôn toàn bộ những chai lọ kia vào. 6 nha nội hộ vệ và người đàn ông đội mũ đầu không trao đổi quá nhiều, thế nhưng tất cả mọi người đều nghe theo lời người đàn ông đội mũ đầu kia. Kể cả là 6 hộ vệ kia cũng tuân theo lệnh, không trái lời nào. Đinh Dũng đi theo sau Lý Uyển, nhanh chóng di chuyển trong lùm cây và đã tới được chỗ mà thiên thần quả sinh trưởng. Đợi đã, Đinh Dũng đột nhiên cau mày, kéo tay Lý Uyển, làm động tác suỵt, hạ giọng, phía trước có người, đừng để lộ hành tung. Sao anh biết phía trước có người, nghe Đinh Dũng nói vậy, Lý Uyển thẫn thờ, kinh ngạc hỏi lại. Đinh Dũng không trả lời câu hỏi của cô ta mà dẫn cô ta di chuyển thật khẽ về phía trước. Chẳng mấy chốc anh đã thấy cái cây khô gầy che lấp bầu trời kia. Cây khô gặp mùa xuân, thấy nhánh mới trên cây, Đinh Dũng biến sắc. Cây khô sinh trưởng cành mới, đây là hiện tượng kỳ lạ mà từ thời thượng cổ cũng hiếm gặp. Không ngờ lại có thể gặp được ở đây. Chẳng trách mà cây này còn có thể được gọi với cái tên thiên thần cây. Ăn quả mà cây này kết thành, cho dù không thể hiểu được đạo lý cây khô gặp mùa, nắng hạn gặp mưa rào thì cũng có thể thi triển được thực lực. Đúng lúc này, mắt Đinh Dũng chợt lóe lên, anh nhìn 10 người dưới gốc cây. Chôn xong cả trưa, đúng lúc này, người đàn ông đội mũ đầu đột nhiên lên tiếng. Thấy những người khác gật đầu, người này mới hít vào một hơi thật sâu, nói các người lui đi, tôi thi triển thuật phong cấm. Vì người đàn ông kia đứng quay lưng về phía Đinh Dũng nên anh không thể nhìn rõ được bộ dạng người này, chỉ có thể nghe thấp thoáng được đôi câu mà không khỏi cau mày, thầm nhủ thuật phong cấm. Bọn họ phong cấm cây này để làm gì? Bọn họ muốn làm gì? Lý Uyển không nghe thấy bọn họ nói gì nên nhìn cả đám người vây xung quanh thiên thần cây nhà mình mà tỏ ra khó hiểu. Xuyệt, đừng vội, Đinh Dũng lắc đầu, thể hiện ý bảo Lý Uyển đừng manh động. Thuật phong cấm có rất nhiều loại. Hiện giờ đối phương vẫn còn chưa thi triển vì vậy Đinh Dũng không thể phán đoán được đám người này rốt cục muốn làm gì, và lại anh cũng không hiểu tại sao lại phải phong cấm cái cây này. Lẽ nào phía dưới cây có gì đó khác thường? Đương lúc Đinh Dũng suy nghĩ thì người đàn ông đội mũ đầu đen ở phía xa có động thái mới. Người này đứng dưới gốc cây, những người khác đều lùi về sau cả mét, chỉ còn mình hắn đứng trước cây nhìn về cái hố mới được lấp đầy, hai tay đan vào nhau bấm niệm rồi đột nhiên hét lớn, cửu linh cấm thuật. Mở. Sau tiếng hét đó, những cái hố nhỏ trên mặt đất đã bị chôn vùi ban nãy bắt đầu chấn động. Mặc dù mắt thường nhìn thì không nhận ra có gì khác thường nhưng Đinh Dũng thì tái mặt hẳn lại. Anh nhìn người đàn ông đội mũ đầu với ánh mắt hoang mang. Cửu linh cấm thuật là mật thư mà Đinh Dũng tự tạo ra. Anh nhớ mình chỉ dạy cho hai người. Một là đệ tử của nhiều năm trước, người còn lại chính là Kim Vô Đạo. Lẽ nào tên này chính là Kim Vô Đạo? Kim Vô Đạo tới Bắc Cảnh dùng cửu linh phong cấm để phong ấn cái cây này, Đinh Dũng nghĩ thế nào cũng không thông. Tên này rốt cục muốn làm gì, có điều anh cũng không vội lộ diện. Cửu linh cấm phong cũng không gây hại được cho cây thiên thần quả, vì cửu linh cấm thuật dùng để đối phó với linh hồn tà ma, lẽ nào dưới cái cây này còn có điều gì kỳ quái. Nghĩ vậy, Đinh Dũng giơ tay ra đảo mắt nhìn địa thế núi sông một lượt rồi tính toán và đưa ra được dự đoán. Mắt anh nheo lại. Các người làm gì? Dừng tay lại cho tôi, đúng lúc này, Lý Uyển nhìn đối phương không biết bọn họ đang làm gì với cây thiên thần quả của nhà mình,
đâu thể nhẫn nhịn nổi, lập tức xông lên. Dứt lời, Lý Uyển căn bản không cho đối phương cơ hội giải thích, cũng không quan tâm mình có phải đối thủ của mười mấy người kia hay không, cứ thế ra tay với người đàn ông đội mũ đầu đen. Ai, nghe Lý Uyển nói, mấy người đội mũ đầu đen lập tức xông lên. Hai bên còn cách nhau không quá xa, tốc độ của hai bên lại rất nhanh. Mặc dù Lý Uyển ăn dị quả mà tiến hóa nhưng nói gì thì cũng là tầng đại sư, chỉ cần ra tay cũng mạnh vô cùng. Có điều mấy người đội mũ đầu đen kia cũng không phải hạng dễ đụng vào. Đôi bên tung đòn về phía nhau, nhưng Lý Uyển chỉ có một mình, chẳng mấy chốc đã bị mấy người kia kiểm soát. Một người trong đó đấm vào giữa trán Lý Uyển khiến cô ta lùi ngay về sau. Đúng lúc này, sáu hộ vệ của phủ thành chủ cũng ra tay. Bình thường bọn họ không ra khỏi nội nha, đâu thể biết được tiểu cô nương Lý Uyển này là ai. Nếu như gia chủ nhà họ Lý đứng đây thì may ra bọn họ còn nhận được mặt. Sáu người này cường tráng khỏe mạnh, lập tức vây quanh Lý Uyển và cùng ra tay với Lý Uyển khiến cô ta chân tay bấn loạn, không thể nào trụ được, bị đánh bay ra khỏi đó. Bịch, Lý Uyển ngã vật ra đất, phun ra cả miệng máu. Cô ta ngẩng đầu nhìn người đàn ông đội mũ đầu đen. Thấy đối phương vẫn thi triển thuật, cô ta càng tức tối hơn. Cây thiên thần quả là gốc rễ của nhà họ Lý, đã được nhận định là của nhà họ Lý từ lâu, và lại giữa các gia tộc cũng có giao ước, sao có thể để cho kẻ khác đụng vào được. Kể cả là người của phủ thành chủ cũng không được. À, nghĩ vậy, Lý Uyển thét lên. Sức mạnh trong cơ thể lập tức phóng ra ngưng tụ lại giữa trán. Từng vân ánh sáng trắng trong suốt xuất hiện trên trán Lý Uyển. Khí tức khủng khiếp được ngưng tụ lại, cảm nhận được luồng khí tức này, sáu tên hộ vệ kia mặt mày biến sắc, một tên trong đó hạ giọng, thiên nhãn thuật, sao cô ta có thể biết được thiên nhãn thuật? Kim vô đạo cũng cảm nhận được cảm giác đâm đau đớn như có kim châm đằng sau. Đó chính điểm báo trước, thể hiện nguy hiểm sắp tới gần. Đinh Dũng đứng đó không xa thấy cảnh này thì không khỏi lắc đầu. Cô nàng Lý Uyển này quả không hề biết kiểm soát, cũng không nhìn xem đối phương có bao nhiêu người, và lại vừa tới đã dùng thiên nhãn thuật, như vậy chẳng khác gì tìm chỗ chết cả. Nghĩ vậy, Đinh Dũng không do dự thêm nữa. Anh sờ vào lớp mặt nạ làm bằng sắt rồi lao như mũi tên lên, tới phía sau Lý Uyển, hai ngón tay khép lại, khẽ điểm vào sau lưng cô ta. Trong chốc lát, linh lực bên trong cơ thể Đinh Dũng bùng phát. Cứ theo đó mà thâm nhập vào cơ thể Lý Uyển. Thiên nhãn thuật vốn dĩ đã đạt tới tầng đỉnh phong thì lúc này như lên một tầng mới. Sau khi luồng linh lực thâm nhập vào cơ thể, phần trán Lý Uyển dần dần hiện lên vết hằn màu trắng thẳng đứng. Nếu quan sát kỹ có thể nhận ra vết hằn trắng này không phải là vết tích bình thường mà là vô số những phù văn nhỏ hình thành. Những phù văn này chính là gốc rễ của thiên nhãn thuật. Đinh Dũng làm như vậy là vì muốn ngăn luồng sức mạnh bên trong cơ thể Lý Uyển phóng ra ngoài, nếu không thì anh cũng sẽ không bỏ công sức để đi bảo vệ cô ta như vậy. Chỉ là Đinh Dũng không ngờ tới linh lực của mình mà thay sức mạnh của Lý Uyển lại xuất hiện cảnh tượng dị thường thế này. Sao lại mạnh như vậy, người đàn ông đội mũ đầu đen vốn dĩ chỉ cảm nhận được có mối nguy hiểm nhưng hiện giờ mặt người này lại biến sắc, khuôn mặt giấu dưới mũ đầu tối sầm cả lại. Khí thế trên người Lý Uyển càng lúc càng mạnh. Hoàn toàn vượt qua khí thế mà một đại sư vốn có. Lý Uyển nhắm mắt, cảm nhận luồng sức mạnh khủng khiếp bên trong cơ thể mình, và luồng sức mạnh đó vẫn chưa tới cực điểm. Cô ta cố gắng kiểm soát không cho luồng sức mạnh phóng ra ngoài và lại một lần nữa ngưng tụ năng lượng. Ngu ngốc, Đinh Dũng thầm mắng chửi, sau đó anh đưa ngón tay ra khỏi phần lưng Lý Uyển, hạ giọng nói còn đợi cái gì. Lời nói của Đinh Dũng như đòn cảnh tỉnh, trong chốc lát khiến Lý Uyển tỉnh ngộ. Cô ta vội trấn tĩnh tinh thần, vết hằn sẹo màu trắng trên trán như biến thành con mắt thật, từng luồng sáng phóng ra khỏi trán Lý Uyển, hướng về phía mấy người ở phía trước. Thế nhưng Đinh Dũng lại không hề lo lắng tới sự an nguy của Kim Vô Đạo. Nếu như người đàn ông đội mũ đầu đen kia là Kim Vô Đạo thì thiên nhãn thuật ở mức độ này, Kim Vô Đạo có lẽ không thể chặn lại nhưng nhất định có thể né tránh. Quả nhiên, giây phút trục sáng kia phóng tới, những người còn lại lập tức bị đánh bay ra. Luồng sáng khủng khiếp phóng về phía người đàn ông đội mũ đầu đen, nhưng điều khiến Đinh Dũng không ngờ tới đó là người đàn ông đội mũ đầu đen không những không né tránh mà ngược lại còn xông lên tiếp chiêu. Dưới lớp áo choàng đen kia, đôi tay với những nếp nhăn nắm chặt lại. Trên làn da khô nhăn hiện ra từng đường sáng xanh hướng về phía ánh sáng trắng kia. Luồng sáng trắng đánh trúng vào bàn tay với làn da nhăn nheo kia hóa thành sức mạnh khủng khiếp.
thế nhưng nó không thể đả thương nắm đấm kia mà chỉ có thể bị bật lại, hướng sang tứ phía. Cùng lúc này, người đàn ông đội mũ đầu đen phóng như mũi tên về phía trước, dùng tay chặn luồng sáng kia lại. Sức mạnh khủng khiếp tản ra tứ phía, lớp áo choàng đen trên người người này bay phần phật, thế nhưng người này không hề lùi về sau mà cứ thế ấn về phía trán Lý Uyển. Muốn làm hỏng việc tốt của ta, cho cô chết, một giọng nói già nua mang theo sự phẫn nộ vang lên bên dưới cái mũ đầu đen kia. Thấy cảnh này, mặt Lý Uyển biến sắc, cô ta không ngờ nổi thiên nhãn thần thông của mình lại không thể khiến đối phương bị thương. Đúng lúc này, Đinh Dũng đứng bên Lý Uyển đỡ lấy hông cô ta, kéo cô ta vào lòng, sau đó vung tay tung ra một chưởng chạm vào bàn tay người đàn ông đội mũ đầu đen kia. Bịch, cơ thể Đinh Dũng không hề di chuyển còn cơ thể người đàn ông kia lại như chấn động. Người này lùi sau vài bước mới ổn định được cơ thể. Sư phụ, người không sao chứ, một người đàn ông khác đội mũ đầu đen chạy đến nói với giọng lo lắng. Đinh Dũng thấy đối phương thì trong lòng không khỏi hoài nghi. Thực lực của tên này rất mạnh, chí ít cũng phải cảnh giới tông sư, lẽ nào anh đoán sai? Người này không phải Kim Vô Đạo. Các hạ là ai? Đúng lúc này, người đàn ông đội mũ đầu đen nhìn về phía Đinh Dũng, hạ giọng, các hạ có thực lực như vậy, có lẽ không phải là một người vô danh, hà tất phải đeo mặt nạ. Chúng tôi là người của Phủ Thành Chủ, đối đầu với chúng tôi chính là đối đầu với Phủ Thành Chủ. Tôi khuyên các hạ nhanh chóng rời khỏi đây đi, hộ vệ nha nội cũng đi tới nhìn Đinh Dũng nói. Bọn họ đều là người có hiểu biết, biết được sức mạnh của Đinh Dũng thế nào, thế nhưng bọn họ là người của Phủ Thành Chủ. Lần này phụng mệnh đến đây nên đương nhiên không thể rút lui. Tôi là ai? Tôi còn muốn hỏi xem các hạ là ai nữa? Đinh Dũng chắp tay ra sau nhìn người đàn ông đội mũ đen, cười nói các hạ cũng đội mũ đầu, mặc áo choàng đen, không muốn người khác nhận ra đấy thôi. Sao nào, chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn sao? Nghe Đinh Dũng nói vậy, người đàn ông đội mũ đầu đen không lên tiếng nữa, nhưng thực tế trong lòng người này đã dấy lên cơn sóng lòng. Nghe giọng nói của Đinh Dũng, có lẽ là một thanh niên trẻ tuổi. Một người trẻ như vậy mà thực lực võ đạo tông sư thì rốt cục là thứ yêu nghiệt gì chứ? Tôi hỏi các hạ, sao các hạ lại biết Cửu Linh Phong cấm? Ai dạy các hạ, thấy đối phương không lên tiếng, Đinh Dũng lại hỏi dò. Nếu người này là Kim Vô Đạo thì có lẽ sẽ lập tức phản ứng lại. Đinh Dũng không nói rõ ràng là vì mấy người phía Kim Vô Đạo vẫn luôn che giấu tung tích, có lẽ không muốn để người ngoài biết được. Cửu Linh Phong cấm, các hạ biết Cửu Linh Phong cấm, các hạ là, người đàn ông đội mũ đầu đen thẫn thờ, sau đó tỏ vẻ kinh ngạc, nhưng lời nói đến miệng thì lại nuốt lại vào trong, cứ thế nhìn Đinh Dũng thở dài, nói, có thể đi chỗ khác nói được không? Được, Đinh Dũng gật đầu, trong lòng cũng đã có suy đoán. Anh nhìn Lý Uyển rồi điềm tĩnh nói, cô ở đây không được đi đâu, đợi tôi quay về. Nói rồi, Đinh Dũng di chuyển về phía xa. Người đàn ông đội mũ đầu đen dặn dò thuộc hạ vài câu rồi nhanh chóng đi theo. Cả hai người đi được rất xa, mãi tới khi không thấy mấy người phía Lý Uyển thì người đàn ông đội mũ đầu mới tháo mũ ra, nhìn bóng hình Đinh Dũng mà cung kính chắp tay bái, sư phụ, sao người lại tới đây? Khi Đinh Dũng nói ra Cửu Linh Phong cấm, Kim Vô Đạo đã đoán ra được thân phận của Đinh Dũng rồi. Một người trẻ tuổi như vậy lại có thực lực thế này và còn nhận ra Cửu Linh Phong cấm. Ngoài Đinh Dũng ra thì không thể là người khác được. Ta lại muốn hỏi con đến đây làm gì? Đinh Dũng dừng chân quay người về phía Kim Vô Đạo, điềm tĩnh hỏi, không ở yên ở Giang Nam đi mà lại chạy tới Bắc Cảnh làm gì? Nghe Đinh Dũng nói vậy, Kim Vô Đạo mới cười khổ, Bắc Cảnh xảy ra biến cố, còn chủ nhân của Bắc Cảnh lại bế quan nhiều năm. Phủ thành chủ của Bắc Cảnh tới chỗ con cầu cứu, nhưng mấy lão già đó, lão nào cũng giảo hoạt. Từ thời loạn lạc đến bây giờ bọn họ có trốn còn chưa kịp, sao có thể ra tay tương trợ vì việc chẳng lợi lộc gì thế này cho được. Cho nên con mới tới đây giúp đỡ, Đinh Dũng nhìn Kim Vô Đạo hỏi. Con chỉ giúp được chút sức mọn trong khả năng cho phép thôi, Kim Vô Đạo giống như trẻ lại, trước mặt Đinh Dũng chỉ như một đứa trẻ, cứ thế gãi đầu gãi tai. Đinh Dũng điềm tĩnh nói, chút sức mọn, có lẽ con chưa biết Giang Bắc và Giang Nam đều xảy ra biến cố rồi. Xảy ra chuyện gì rồi, nghe Đinh Dũng nói vậy, Kim Vô Đạo đột nhiên như ý thức được điều gì, vội hỏi, lẽ nào trong vùng xảy ra điều gì khác thường sao ạ? Đinh Dũng gật đầu, chắp tay ra sau thở dài, Giang Bắc và Giang Nam đều xảy ra biến cố, gần giống với tình hình của Bắc Cảnh. Tiếp sau đó, Đinh Dũng đem những gì mình biết nói với Kim Vô Đạo.
thực ra anh cũng không hiểu rõ lắm, chỉ là nếu Giang Bắc và Giang Nam xảy ra biến cố thì nhất định sẽ khiến các thế lực ra tay, tới lúc đó thế cục sẽ rất loạn. Vậy chúng ta mau về đi thôi, Kim Vô Đạo cau mày, trong ánh mắt hiện rõ vẻ lo lắng, thế nhưng cũng không thể bỏ mặc nơi này mà không màng, nếu có sự cố gì thì chúng ta cũng không thể chỉ màng tới bản thân mình được. Con tới đây dùng cửu linh phong cấm với cái cây này là định làm gì? Đinh Dũng nhớ lại việc về cửu linh phong cấm trước đó nên hỏi cái cây này có gì khác thường. Hai, không phải cái cây khác thường ạ, Kim Vô Đạo sững người, hít sâu. Ông ta quay đầu nhìn về phía cái cây khô cằn kia rồi mới nói tiếp, sau khi chúng con tới đây thì phát hiện ra động thực vật ở đây đều dị biến với mức độ khác nhau. Vì không muốn kéo thêm phiền phức nên con mới thương lượng với Tạ thành chủ, phong ấn một số vùng đặc thù ở Bắc Cảnh. Đây chính là một vùng đặc thù, nói rồi, Kim Vô Đạo rút ra một tấm bản đồ của Bắc Cảnh, bên trên còn đánh dấu rất nhiều màu đỏ, còn núi Phổ Lôi Nhĩ lại có nhiều điểm đỏ tụ lại với nhau. Theo ghi chép, dưới núi Phổ Lôi Nhĩ trấn áp một con quái vật, và phía dưới cái cây kia chính là đôi mắt nó. Vốn dĩ mỗi năm sẽ có thiên uy giáng củng cố phong ấn, thế nhưng hai năm trước cái cây kia sau khi bị sét đánh thì lại như cây hạn gặp mùa, không những tạo ra đại đạo mà còn có thể duy trì một phần nhỏ thiên uy. Hiện giờ khí tức của cây cổ xưa kia bao trùm, thiên lôi không giáng xuống nữa. Buộc phải tăng cường phong ấn, nếu không sẽ có ngày gặp rắc rối. Việc này thì ta biết, Đinh Dũng gật đầu. Chân núi Phổ Lôi Nhĩ quả thực có thứ gì đó. Có điều đó không phải là loài tai họa gì mà là con hung thú thời thượng cổ. Nghĩ vậy, Đinh Dũng gật đầu nói, vậy thì rắc rối rồi. Có điều cửu linh huyết con chuẩn bị e rằng không thể phong ấn nó được. Cửu linh phong cấm nhờ máu của 9 loại linh thú hóa thành sức mạnh phong ấn, vì vậy uy lực phong ấn và linh huyết cần dùng có mối liên quan mật thiết với nhau. Hiện giờ trên đời đâu còn linh thú, do vậy Đinh Dũng mới nói cách của Kim Vô Đạo không có tác dụng. Muốn mượn máu của dã thú bình thường để phong ấn một con hung thú thời thượng cổ thì rõ ràng là đang nằm mơ, đó là điều không thể làm được. Vậy, những gì con biết cũng chỉ có vậy thôi, nghe sư phụ nói. Kim Vô Đạo cười khổ, cả đám người chỗ phủ thành chủ lại càng không hiểu biết gì, vậy sư phụ xem. Vừa nói, Kim Vô Đạo vừa chắp tay cung kính nhìn Đinh Dũng, đợi câu trả lời của anh. Đinh Dũng suy nghĩ một hồi rồi hít vào một hơi thật sâu nhìn về phía xe, hồi lâu mới nói, ngọn núi này phong ấn nhiều năm rồi, sẽ không dễ gì xảy ra chuyện đâu, chỉ có thực lực tự thân mới đủ mạnh, mới có thể giải quyết được rắc rối. Đúng rồi, con đột phá lên cảnh giới tông sư rồi sao? Con ăn dị quả ở đây à? Đinh Dũng đột nhiên nhớ tới vấn đề về thực lực của Kim Vô Đạo, cau mày nói. Nhờ vào dị quả mà tiến hóa đột phá không phải là cách tốt, không có gốc rễ tu luyện cần cù thì sau này có muốn tăng tiến cũng chỉ có thể thông qua dị quả. Chưa nói sẽ sinh ra tính lười nhác ỉ lại, thực lực cũng sẽ không hề mạnh, người ở Bắc Cảnh là ví dụ điển hình. Cùng tầng cảnh giới đại sư nhưng người ở Bắc Cảnh lại không hề có kỹ năng chiến đấu. Trên thực tế nếu bước vào cuộc chiến đấu sống còn thì ngược lại còn phải chịu thiệt thòi. Không có ạ, nào ngờ nghe Đinh Dũng nói xong, Kim Vô Đạo lại xua tay cung kính nói, không có sư phụ chỉ bảo, còn đâu dám ăn dị quả tùy tiện. Chưa ăn là tốt, Đinh Dũng gật đầu, vừa đi lại thong thả, vừa nói, dị quả suy cho cùng cũng là vật bên ngoài, ăn một lần sẽ có lần hai, một khi không có dị quả thì sẽ không thể tăng tiến. Còn tự đột phá được thì tốt. Đinh Dũng vừa đi vừa trầm ngâm suy nghĩ. Anh rút ra một miếng ngọc bội bên trong túi đựng đồ. Với sức mạnh linh hồn, Đinh Dũng đã ghi chép một phần công pháp bên trong miếng ngọc bội này, sau đó giao cho Kim Vô Đạo, nói, đây là công pháp tu luyện cảnh giới tông sư, con nhớ chăm chỉ tu luyện, không được bỏ phí. Thời buổi loạn lạc sắp đến, chỉ có tu vi tông sư thì hoàn toàn không đủ. Đa tạ sư phụ, Kim Vô Đạo vội nhận lấy miếng ngọc bội, ánh mắt vui mừng thấy rõ. Sau khi đột phá lên cảnh giới tông sư, lại không có công pháp sau đó, ban đầu ông ta định đi tìm Đinh Dũng xin nhưng sau đó vì việc này mà chậm trễ, và lại ông ta vốn cho rằng cảnh giới tông sư cũng chẳng cần dùng ở Bắc Cảnh, không ngờ hiện giờ Bắc Cảnh vì vấn đề dị hóa mà kẻ mạnh ngày càng nhiều. Và lại tuyết quái ở đây cũng không dễ đụng vào, chúng còn mạnh hơn dã thú thông thường rất nhiều, kể cả một tông sư như ông ta thì cũng có lúc rơi vào bất lực. Trước khi tới đây, con tuyết quái tấn công ông ta nên ông ta đã phải hy sinh tính mạng của hai thuộc hạ nên mới thoát thân được. Quay lại dưới cây thiên thần quả, Lý Uyển cũng đã nói rõ thân phận với 6 người của phủ thành chủ.
biết được Lý Uyển chính là con cưng của gia chủ nhà họ Lý thì 6 người này mới thở phào. Thưa ông, hiện giờ chúng ta nên làm thế nào? Thấy Đinh Dũng và Kim Vô Đạo quay về, 6 hộ vệ kia liền đi tới, nhìn Đinh Dũng với vẻ mặt cảnh giác rồi lại nhìn sang Kim Vô Đạo, phong cấm còn có thể tiếp tục không? Phong cấm ở đây, Kim Vô Đạo không trả lời mấy người đó luôn mà nhìn sang Đinh Dũng. Đã chôn rồi thì hoàn thành phong cấm tránh để vết máu kia gây ra rắc rối. Nói tới đây, Đinh Dũng nhìn sang Lý Uyển, cô còn cần thiên thần quả nữa không? Cần, mắt Lý Uyển sáng lên, vội rút ra một tờ giấy trong ngực, nói, giúp tôi, chấn tờ giấy này lên thân cây thiên thần quả, tôi đi hái quả. Không phải rắc rối như vậy, Đinh Dũng thẫn thờ một lát, nhìn Lý Uyển với ánh mắt kỳ quái, sau đó anh di chuyển. Đừng đi tới đó, sẽ chết đấy, Lý Uyển tái mặt. Vội tiến lên trước kéo Đinh Dũng lại, cây thiên thần quả này có uy lực của sấm sét, không thể hái quả trực tiếp được, nếu không sẽ bị sét đánh chết. Dứt lời, có lẽ là do Đinh Dũng đi tới quá gần nên trà cây màu xanh kia đột nhiên khẽ lay, một luồng uy lực phóng ra khỏi nó, từng luồng điện màu tím phóng về phía Đinh Dũng. Cẩn thận, thấy dòng điện tím kia, Lý Uyển lập tức hét lên. Mấy người phía Kim Vô Đạo mặt mày biến sắc, vội lao về phía Đinh Dũng mà hét, sư phụ cẩn thận. Tốc độ của dòng điện kia quá nhanh, gần như bọn họ vừa dứt lời thì dòng điện đó đã chạm gần tới cơ thể Đinh Dũng, thâm nhập vào cơ thể anh. Trước giây phút dòng điện thâm nhập vào cơ thể Đinh Dũng đã đẩy Lý Uyển ra, sau đó là một cảm giác tê dại ập đến. Đinh Dũng cảm nhận cơ thể mình như bay đi, cũng may Kim Đan kịp thời di chuyển, tỏa ra luồng linh lực nên mới làm dịu đi cảm giác tê dại bên trong cơ thể. Đừng lại đây, ta không sao, Đinh Dũng khoát tay. Ý bảo Lý Uyển và Kim Vô Đạo đừng tới. Dù dòng điện đã bị Đinh Dũng hóa giải nhưng xung quanh vẫn còn sức ảnh hưởng của nó. Dòng điện không thể khiến Đinh Dũng bị thương nhưng không có nghĩa là không thể làm thương những người khác. Nếu như Lý Uyển bị dòng điện này đánh trúng thì e rằng sẽ bị thiêu sống. Sư phụ, vừa rồi người gọi anh ta, lúc này một người đàn ông mặc áo choàng đen đứng bên Kim Vô Đạo tháo mặt nạ ra nhìn Đinh Dũng, cung kính nói, sư tổ, là sư. Người này chính là Tống Long, lúc này cậu ta mặt mày cảm kích và cung kính, rõ ràng không ngờ Đinh Dũng tới đây, có điều lời nói vừa tới miệng đã bị Kim Vô Đạo trừng mắt lườm khiến cậu ta vội nuốt trôi những gì định nói vào trong. Mấy người của phủ thành chủ tỏ vẻ khó hiểu còn Lý Uyển lại thấy ngỡ ngàng nhưng không hề lên tiếng. Đinh Dũng không chần chừ, lại tiếp tục di chuyển, chẳng mấy chốc đã tới dưới gốc cây kia. Anh cố gắng kiểm soát dòng điện kia rồi hái mấy quả trên cây xuống. Cho cô, mọi việc sau này nghe tôi sắp xếp, đừng có tự ý quyết định, Đinh Dũng đưa thiên thần quả cho Lý Uyển sau đó nhìn sang Kim Vô Đạo, chúng ta về trước, nói với thành chủ muốn phong cấm tiếp thì cần phong cấm từ ngọn nguồn, và lại cần lượng linh huyết rất lớn. Máu của những dã thú này không có tác dụng. Vâng, Kim Vô Đạo vội gật đầu. Thấy bộ dạng Kim Vô Đạo thể hiện với Đinh Dũng, 6 hộ vệ nha nội người nào người nấy mặt mày khó hiểu nhìn Đinh Dũng. Bọn họ có ngốc cũng có thể nhận ra Đinh Dũng và Kim Vô Đạo quen biết nhau, và lại địa vị của Đinh Dũng cũng không hề tầm thường, nếu không thì cũng không thể khiến Kim Vô Đạo tỏ thái độ như vậy được. Sau đó, dưới sự chỉ đạo của Đinh Dũng, Kim Vô Đạo lại bố trí cửu linh phong cấm rồi đưa đoàn người về nơi mà Phùng Thừa Lâm chỉ định. Đã tìm được Kim Vô Đạo rồi thì cũng không cần ở lại đây nữa, giao một dị quả cho Phùng Thừa Lâm là hoàn thành giao dịch. Ở một bên khác, nhà họ Hàn ở thành phố Kim Châu tại Giang Bắc. Lúc này tình hình rất hỗn loạn, cả tập đoàn Hàn thị người nào người nấy đều tỏ ra hoang mang. Người phụ trách hạng mục mất tích, công trình bị đình chỉ thi công. Mặc dù mọi người không biết có chuyện gì xảy ra nhưng lời đồn đã được loan đi khắp nơi. Còn trong căn nhà tổ của nhà họ Hàn, Hàn Tông khôn mặt mày tối sầm cả lại ngồi ở vị trí trung tâm. Hàn Thành Sơn ở bên đi đi lại lại, Lâm Hồng Ngạn mắt đỏ hoe khóc lóc bố, bố nhất định phải cứu Phương Nhiên. Hai. Phương Nhiên rốt cục bị ai bắt đi mà tới bây giờ vẫn không có lấy chút manh mối nào, Hàn Tông khôn mặt mày tối sầm cả lại, vừa nghe Lâm Hồng Ngạn nói thì day chán khổ não. Hàn Phương Nhiên từ sau hôm tới khu đất thi công thì không trở về nữa. Những người đi cùng cô cũng mất tích, đến cả giới hành pháp cũng không tìm được ra tung tích. Cả tập đoàn Hàn Thị đều vì việc này mà hoang mang. Bố, Phương Nhiên nhất định bị người của hội Hắc Mã bắt đi rồi. Bố phải nghĩ cách đấy. Hàn Thành Sơn nắm chặt tay nhìn Hàn Tông Khôn, Phương Nhiên là cháu nội của bố đấy. Chúng ta không có chứng cứ sao có thể tùy tiện quy cho người của hội Hắc Mã làm được,
Nghe Hàn Thành Sơn nói vậy, Hàn Tông Khôn cau mày bất lực, Phương Nhiên mất tích bố cũng sốt ruột lắm nhưng hiện giờ chúng ta lại không đụng được tới người của hội Hắc Mã. Hiện giờ hội Hắc Mã có quyền uy, thét ra lửa ở thành phố Kim Châu này, đặc biệt là sự xuất hiện của đại đương gia hội Hắc Mã càng khiến cho Ngụy Kiến Quốc và Lý Hải Dân đều phải lựa chọn im lặng. Lại thêm hiện giờ có sự thay đổi khác thường ở vùng Giang Bắc, lực lượng quốc gia đều dốc sức điều tra vấn đề này khiến cho hội Hắc Mã lại nhở nhơ hơn, càng tỏ ra hống hách không sợ pháp luật. Ồ, chú hai và thím hai đều ở đây ạ, đúng lúc này, Hàn Hàn từ ngoài đi vào, thấy Hàn Thành Sơn và Lâm Hồng Ngạn thì mặt mày lạnh lùng, hắn cố ý khiêu khích em Phương Nhiên vẫn chưa có tin tức gì sao ạ? Cháu nghe nói có thể là người của hội Hắc Mã bắt em ấy. Em ấy thật đáng thương, bị cả đám hung ác như vậy bắt đi lâu như vậy rồi, e rằng, hai, dứt lời, Hàn Hàn còn cố ý nói cho vấn đề trở nên nặng nề thêm. Nghe vậy, Hàn Thành Sơn mặt mày phẫn nộ. Định lên tiếng nạt lại thì đột nhiên Hàn Tông Khôn trầm giọng nói, được rồi, Thành Sơn, các con về trước đi, việc này bố tự có sắp xếp. Trên thực tế, Hàn Tông Khôn đã biết trước là người của hội Hắc Mã và nhà họ Viên bắt Hàn Phương Nhiên đi nhưng ông ta cũng không dám đi đòi người về. Thứ nhất là không có bằng chứng, thứ hai, người của hội Hắc Mã thế lực lớn mạnh, ông ta thật sự không thể đụng tới bọn họ. Thế nhưng hiện giờ Hàn Phương Nhiên lại là nhân vật quan trọng trong tập đoàn Hàn Thị. Nếu như cứ để vậy thì không tránh khỏi. Khi Hàn Tông Khôn còn mải suy nghĩ thì Hàn Hàn vội đến bên ông lão, nịnh nọt, ông ơi, theo cháu thì chi bằng phái người tới đó nói chuyện với nhà họ Viên. Viên thiếu gia không phải thích Phương Nhiên sao? Hay là cho hai đứa bên nhau, dù sao cũng không biết Đinh Dũng đi đâu rồi, như vậy chúng ta có thể mượn thế lực của hội Hắc Mã. Nghe Hàn Hàn nói vậy, Hàn Tông Khôn sáng mắt lên nhìn hắn một cái rồi ho hắng, Hàn Hàn, Phương Nhiên là em cháu. Việc này không được làm bừa, phải nghĩ cho hạnh phúc của Phương Nhiên, lát nữa cháu dẫn người đi hỏi xem thế nào. Vâng, cháu nhất định sẽ giúp em Phương Nhiên, Hàn Hàn mặt mày tươi rói. Nhà họ Viên, cách tập đoàn Viên Thị không xa là khu biệt thự xoa hoa tráng lệ. Bên ngoài biệt thự có tầng tầng lớp lớp bảo vệ canh giữ. Nơi này chính là nơi bí mật nhất của nhà họ Viên. Mọi bí mật của nhà họ Viên đều nằm ở đây, lúc này tầng thượng của khu biệt thự. Hàn Phương Nhiên mặt mày hốc hác đứng bên cửa sổ bặm môi nhìn về phía xa. Phương Nhiên, em nghĩ xong chưa, đúng lúc này, Viên Thiếu Khang đẩy cửa bước vào. Hắn ta mặc một bộ đồ rộng rãi hàng hiệu, trước đó hắn bị Đinh Dũng đánh gãy chân, phải nối chân ở bệnh viện chuyên về xương khớp hàng đầu thế giới, hiện giờ nếu đi lại quá nhanh thì sẽ thấy rõ dáng cả nhắc. Viên Thiếu Khang, tôi khuyên anh tốt nhất thả tôi ra, nếu không Đinh Dũng sẽ không tha cho anh đâu. Hàn Phương Nhiên nhìn Viên Thiếu Khang bước vào, vô thức lùi về sau, bặm môi nói. Vốn dĩ Viên Thiếu Khang còn tươi cười nhưng sau khi nghe lời nói của Hàn Phương Nhiên, mặt hắn giảo hoạt hẳn. Cơn phẫn nộ lập tức bốc lên, Viên Thiếu Khang đạp bay luôn thùng rác ở bên, hằn học gằn lên, Đinh Dũng, lại là Đinh Dũng. Hắn có gì tốt, tới giờ có khác gì con rùa rụt đầu không dám ra mặt đâu. Bác Tư Đồ quay về rồi. Nếu hắn có dám quay lại thì nhất định sẽ phải trả giá đắt, Viên Thiếu Khang bật cười tôi độc, trong ánh mắt chất chứa lửa giận. Hắn nhìn Hàn Phương Nhiên, trước đây anh vẫn không làm gì em nhưng hôm nay anh nhất định phải có được thứ gì từ người em chứ. Anh muốn làm gì, tôi cảnh cáo anh đừng có tới đây, Hàn Phương Nhiên mặt mày biến sắc, vội lùi sau hai bước nhưng căn phòng rộng thế này, đằng sau cô lại là cửa sổ, cô đã không còn đường lui nữa rồi. Làm gì à, em nói làm gì nào. Viên Thiếu Khang với đôi mắt hừng hực đầy giảo hoạt xông về phía Hàn Phương Nhiên, túm lấy tay cô. Hắn bật cười, anh thích em lâu như vậy rồi mà em vẫn không cho anh cơ hội. Đêm nay anh sẽ cho em biết anh hơn thằng chồng ăn hại của em ở điểm nào. Nói rồi, Viên Thiếu Khang giống như con sói đói, bổ nhào về phái Hàn Phương Nhiên. Hàn Phương Nhiên giống như con cừu non không có sự giúp đỡ, muốn vùng vẫy nhưng lại không phải đối thủ của Viên Thiếu Khang. A, à, cứu với. Hàn Phương Nhiên thét lên, cố gắng đẩy đầu Viên Thiếu Khang đi. Viên Thiếu Khang mắt đỏ lên, người hắn run lên, hơi thở gấp gáp. Hắn lột luôn áo khoác ngoài của Hàn Phương Nhiên ra. Đúng lúc này, bên ngoài cánh cửa đột nhiên vang lên một loạt những âm thanh hối hả, ngay sau đó có người hét lên, thiếu gia, lão gia bảo tôi tới gọi cậu xuống. Chuyện gì, chuyện tốt bị ngắt giữa chừng, Viên Thiếu Khang cau mày, hắn quay phát đầu lại như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ ngáng đường. Nghe giọng nói tức tối của Viên Thiếu Khang, người bên ngoài cánh cửa run giọng nói, lão,
lão gia nói có một vị khách quan trọng tới, bảo cậu tiếp đón. Khách gì mà quan trọng, Viên Thiếu Khang ngỡ ngàng, đôi mắt hắn lại quay về như vẻ thường ngày. Từ sau khi đại đương gia của hội Hắc Mã quay về, nhà họ Thiết vì gia chủ mất tích nên bị đá ra khỏi thế cục, do vậy mà nhà họ Viên mới như diều gặp gió. Bố hắn ta càng được lợi hơn, người được Viên Thiên Hàng gọi là vị khách quan trọng thì nhất định không phải kẻ tầm thường. Hừ, đợi lát nữa về tôi xử lý, nghĩ tới đây, Viên Thiếu Khang lại hắng giọng. Hắn giơ tay vỗ vào bộ mông căng tròn của Hàn Phương Nhiên nhưng bị Hàn Phương Nhiên dùng tay hất ra. Hắn tức tối giáng luôn cho Hàn Phương Nhiên cái bạt rồi lạnh lùng nói, con đĩ, cô cứ đợi đấy cho tôi. Đợi lát nữa tôi cho cô biết thế nào gọi là lễ độ. Nói rồi, Viên Thiếu Khang chỉnh lại quần áo, kéo cửa đi ra. Sau khi thấy kẻ đứng ngoài cửa, hắn ném lại một câu, trông cửa cho cẩn thận, không được phép cho ai vào. Vâng, thiếu gia yên tâm, người kia nghe vậy thì lập tức gật đầu. Sau khi khóa cửa xong xuôi, Viên Thiếu Khang mới yên tâm xuống tầng. Vừa đi tới cửa cầu thang, hắn liền nghe thấy giọng cười sảng khoái vang lên. Vừa nghe giọng đó, Viên Thiếu Khang đã ngỡ ngàng, đột nhiên trong đầu hắn hiện lên một bóng hình. Hắn vội chỉnh lại quần áo lần nữa rồi rảo bước nhanh hơn ra ngoài. Trên băng ghế sofa ở tầng 1 của biệt thự, hai người đàn ông trung tuổi đang ngồi đó, một người trong đó chính là gia chủ nhà họ Viên Viên Thiên Hàng. Trông ông ta lúc này phong độ hơn trước rất nhiều, mặt mày tươi rói. Người đàn ông trung tuổi còn lại ăn mặc giản dị, dáng người cao ráo, mặc dù đầu tóc đã có sợi bạc nhưng khuôn mặt lại không hề có nếp nhăn. Nếu như chỉ nhìn nước ra thì rõ ràng trông còn trẻ hơn Viên Thiên Hàng vài phần. Bác Tư Đồ, sao bác lại đến rồi ạ? Thiếu Khang không đón bác được từ xa, xin bác lượng thứ ạ. Viên Thiếu Khang nhanh chóng đi tới nói với người đàn ông ăn vận giản dị kia rồi chắp tay lại. Đêm muộn bác tới đây, chỉ cần bố con cháu không quở là may rồi. Tư Đồ Phi nhìn Viên Thiếu Khang với ánh mắt tán thưởng nói, được lắm, mới đó mà đã củng cố được thực lực rồi. Hai, lần này cũng may có anh Tư Đồ đem dị quả về, nếu không thì Thiếu Khang khó mà lên được cảnh giới võ sĩ. Nghe Tư Đồ Phi nói vậy, Viên Thiên Hàng bật cười đáp, vả lại, vốn dĩ lần này là em mời anh tới. Nếu không phải có chuyện cần bàn bạc với anh thì em cũng không mời anh đến lúc đêm hôm thế này. Ồ, có việc gì mà quan trọng vậy? Nói ra anh xem. Tư Đồ Phi nhếch miệng cười, nhìn Viên Thiên Hàng. Tư Đồ Phi là đại đương gia của hội Hắc Mã mất tích trước đó. Trước đó, khi ông ta tìm một con tê tê trong núi Phong Long thì đi lạc vào một hang động kỳ lạ. Không ngờ bị nhốt luôn trong đó, nhưng vô tình ông ta lại phát hiện ra thứ dị quả sinh trưởng trên tường đá. Loại quả này có thể tăng tiến thực lực, thế rồi ông ta dựa vào loại quả này mà tăng tiến từ võ sĩ đỉnh phong lên võ học đại sư. Lần này núi Phong Long sụt lún nên Tư Đồ Phi mới có cơ hội thoát thân. Sau khi ra khỏi núi, ông nghe nói hội Hắc Mã bị nhà họ Trương ép đến mức lụi bại. Ông ta lập tức dẫn người đánh tới tận cửa. Nếu không phải người của nhà họ Trương bỏ trốn nhanh thì chắc chắn đã bị trừ khử tận gốc rồi. Điều đáng tiếc là, sau khi ăn dị quả kia một lần thì liền mất đi tác dụng. Kể cả ăn thêm nhiều lần thì cũng chỉ có thể tiến hóa một lần thực lực. Việc lần này cũng có liên quan tới dị quả. Đúng lúc này, Viên Thiên Hàng đột nhiên lên tiếng. Ông ta dứt lời, Tư Đồ Phi và Viên Thiếu Khang lập tức quay sang nhìn, đặc biệt là Tư Đồ Phi, sau khi tiến hóa nhờ dị quả, ông ta đã bị chặn đứng con đường tăng tiến thực lực. Thực lực của ông ta trong hơn một năm không thể tăng thêm. Lúc này sau khi nghe thông tin về dị quả, ông ta sao có thể không hưng phấn cho được. Mau nói đi, Tư Đồ Phi sốt ruột. Thấy bộ dạng nóng lòng của Tư Đồ Phi. Viên Thiên Hàng lại cười thần bí, em biết được một thông tin, lần này tứ đại danh sơn ở Giang Bắc dị biến đều liên quan tới dị quả. Thế giới sắp thay đổi rồi, nói tới đây, Viên Thiên Hàng lại nhìn cả hai người rồi khẽ giọng, theo như tin tình báo mà em biết thì trước khi chỗ chúng ta xảy ra biến cố, ở Bắc Cảnh đã xảy ra biến cố trước vài năm rồi. Hai người nghĩ mà xem, Viên Thiên Hàng còn chưa nói xong nhưng ý tứ thì lại dẫn theo vô số giả thuyết. Ý bố là Bắc Cảnh rất có khả năng xuất hiện nhiều dị quả hơn, nghe Viên Thiên Hàng nói vậy, Viên Thiếu Khang lập tức đứng dậy suýt chút nữa thì nhảy dựng lên vì quá phấn khích. Tư Đồ Phi mặc dù không nói ra nhưng trong ánh mắt ông ta rõ vẻ mong chờ. Nếu như có thể có thêm dị quả khác thì thực lực của ông ta rất có thể được đột phá thêm lần nữa, tới lúc đó cả Giang Bắc này, thậm chí cả Hoa Hạ còn ai có thể là đối thủ của ông ta được. Tư Đồ Phi ta nhất định phải đứng lên từ đây, nghĩ tới đây.
Tư Đồ Phi nhìn Viên Thiên Hàng, nói, thông tin này có chuẩn không? Chú phái người đi điều tra, nếu đáng tin, thì nghĩ cách tới Bắc Cảnh một chuyến. Thông tin tuyệt đối chính xác, có điều cũng không cần phải vội vì em điều tra được một việc. Tên Đinh Dũng giúp bố con nhà họ Trương trước đó hình như đã tới Bắc Cảnh rồi. Viên Thiên Hàng mặt mày tôi độc, trước đó ông ta bị Đinh Dũng trói lại suýt chút nữa thì mất mạng. Nếu không diệt trừ Đinh Dũng thì Viên Thiên Hàng không một ngày ngủ ngon. Thiếu Khang, nghe nói con bắt được một cô ả, là vợ của hắn phải không? Lần trước khi xử lý công trình của tập đoàn Hàn Thị, nghe bố mình nói vậy, Viên Thiếu Khang vội quay đầu lại nói với giọng gượng gạo. Hắn không ngờ bố mình đột nhiên lại nhắc tới Hàn Phương Nhiên, lúc này hắn không biết phải xử trí sao. Trước đó việc hắn gây rối ở công trường bắt người đã che giấu Viên Thiên Hàng rồi. Được rồi, việc con làm có gì mà bố không biết, thấy bộ dạng đó của Viên Thiếu Khang, Viên Thiên Hàng trợn mắt với hắn, cố bày ra bộ dạng nghiêm túc rồi nói tiếp, bố không quan tâm con bắt nó vì lý do gì nhưng nó đã là vợ Đinh Dũng, dùng nó để ép Đinh Dũng mới là lựa chọn tốt nhất. Bảo nó liên hệ với Đinh Dũng, ép thằng đấy từ Bắc Cảnh quay về, tới lúc đó chúng ta bày ra thiên la địa võng. Nói tới đây Viên Thiên Hàng dừng lại nhưng miệng lại nhếch lên cười đầy bí hiểm. Nghe vậy, Tư Đồ Phi nãy giờ im lặng thì liền bật cười nhìn hai người nói, Đinh Dũng. Chính là cái tên giúp nhà họ Trương đối phó với hội Hắc Mã, nơi nào cũng ra mặt đối đầu với hai bố con em sao. Vâng ạ, bác Tư Đồ, chính là hắn, nói tới Đinh Dũng, ánh mắt Viên Thiếu Khang lại rõ vẻ hằn học. Hắn có mối thâm thù với Đinh Dũng. Nếu không phải vì Đinh Dũng thì trước đó hắn cũng không bị gãy chân, suýt thì không thể ngẩng mặt lên ở thành phố Kim Châu này. Viên Thiên Hàng mặt cũng tối sầm cả lại, gật đầu, nghiến răng nói, tên này cũng rất có bản lĩnh, tới lúc đó chúng ta phải bày ra thiên la địa võng khiến hắn phải đền tội. Sau khi bắt được hắn, chúng ta có thể hỏi ra tình hình của Bắc Cảnh, và lại em nghi ngờ tên này còn tới Bắc Cảnh để tìm dị quả. Nói xong Viên Thiên Hàng ngừng lại một chút, nhìn Viên Thiếu Khang, Thiếu Khang. Giờ con đi sắp xếp bảo cô ta gọi điện cho Đinh Dũng, bảo hắn trong vòng 3 ngày phải quay về. Bố yên tâm ạ, giờ con đi làm ngay, Viên Thiếu Khang gật đầu nhìn sang Tư Đồ Phi, cung kính nói, bác Tư Đồ, bác ngồi chơi nhé ạ. Ừ, cháu đi đi, việc này liên quan đến dị quả, Tư Đồ Phi còn nóng lòng hơn, đâu thể ngăn cản. Cứ nghĩ tới thông tin sắp có được dị quả, thậm chí có khả năng sẽ đoạt được dị quả mà Tư Đồ Phi không khỏi cảm thấy hứng khởi. Ở một nơi khác, sau khi ra khỏi phòng khách, mặt Viên Thiếu Khang lại tôi độc hơn. Hắn đã muốn đối phó với Đinh Dũng từ lâu, chỉ là không ngờ đến bố hắn và bác Tư Đồ cũng đều nhằm vào Đinh Dũng. Lần này thì hay rồi. Đặc biệt, chỉ cần nghĩ tới sự lợi hại của Tư Đồ Phi, sau khi Đinh Dũng quay về, nhất định sẽ không thể thoát khỏi bàn tay Tư Đồ Phi. Nghĩ tới đây, Viên Thiếu Khang lại không nhịn được cười. Hắn như thể trông thấy cảnh tượng Đinh Dũng quỳ xuống đất xin tha vậy. Chẳng mấy chốc, Viên Thiếu Khang đã lên tới tầng trên. Hắn chắp tay ra sau nhìn tên hạ nhân đứng ở cửa, bên trong có động tĩnh gì không? Thiếu gia, bên trong rất yên ắng, không có bất cứ động tĩnh gì, nghe Viên Thiếu Khang nói vậy, tên người làm vội cung kính đáp lời. Được rồi, lùi xuống đi, Viên Thiếu Khang hài lòng gật đầu, vội vàng mở cửa bước vào. Bên trong phòng tối như hũ nút, Viên Thiếu Khang thấy thế thì cau mày hỏi, Phương Nhiên, sao không bật đèn? Căn phòng tối đen yên ắng lạ thường, Viên Thiếu Khang mặt mày biến sắc, vội lao tới bức tường bật đèn lên. Cửa sổ tầng thượng đang mở, bên trong phòng trống trơn, Viên Thiếu Khang tái mặt, nhanh chóng tới bên cửa sổ nhìn xuống dưới. Bên dưới đen ngòm, căn bản không nhìn ra được gì. Hàn Phương Nhiên không thể mọc thêm cánh mà bay được, lẽ nào cô ấy nhảy từ trên đây xuống rồi. Nghĩ tới khả năng này, Viên Thiếu Khang chợt rùng mình. Đây là tầng 5. Nhảy từ tầng 5 xuống thì có khác gì tìm đến cái chết đâu. Hắn vừa nhận được mệnh lệnh của bố hắn mà lúc này Hàn Phương Nhiên chết rồi thì chắc chắn sẽ bị bố hắn mắng chửi, và lại mọi kế hoạch đối phó với Đinh Dũng bàn bạc trước đó cũng không thể tiến hành. Điều quan trọng nhất là hắn khao khát có được Hàn Phương Nhiên không phải ngày một ngày hai. Bao ngày tháng, hắn vẫn luôn ôm ấp hy vọng, lần này cơ hội tốt như thế tới, hắn còn chưa kịp hưởng thụ gì, sao có thể để Hàn Phương Nhiên chết như vậy được. A, à, khốn nạn, ăn hại, Viên Thiếu Khang hét giống, chạy nhanh ra ngoài, vừa hay gặp tên người làm ban nãy, hắn đạp ngay tên này bay ra khỏi đó. Loại ăn hại, sau khi đạp tên kia đi, Viên Thiếu Khang mặt mày lạnh lùng đi ra ngoài. Thiếu Khang,
Sao vậy? Thấy Viên Thiếu Khang vội vã đi xuống, Viên Thiên Hằng đang nói chuyện với Tư Đồ Phi thì lên tiếng hỏi. Viên Thiếu Khang nghe vậy thì dù cơn giận bốc lên, hắn cũng không dám bất kính, và lại Tư Đồ Phi còn ở bên, hắn vội cúi đầu nói, bố, không ổn rồi, con tiện nhân đó chạy rồi. Cái gì? Viên Thiên Hằng đứng phắt dậy. Tư Đồ Phi cũng đứng dậy theo, mặt mày tối sầm cả lại, cháu nhốt nó ở đâu, ai thả nó đi? Con nhốt trong biệt thự của nhà mình, vừa rồi con lên kia, nó đã nhảy ra khỏi cửa sổ chạy mất rồi, nói tới đây. Viên Thiếu Khang vội chỉ ra ngoài cửa, cô ta nhảy từ tầng 5 xuống, e rằng. Con đi xem, nói rồi, Viên Thiếu Khang không đợi bố mình lên tiếng, cứ thế chạy sộc ra ngoài. Viên Thiên Hằng tối sầm mặt nhìn Tư Đồ Phi, vừa rồi bọn họ còn đang thảo luận đối phó với Đinh Dũng thế nào, giờ con tốt trong tay lại chạy mất, sao bọn họ có thể vui cho nổi. Sau khi Viên Thiếu Khang ra khỏi cửa, hắn tới đằng sau biệt thự và trông thấy Hàn Phương Nhiên đang nằm trong hoa viên của biệt thự. Lúc này mặt cô đầy máu, mắt nhắm nghiền. Người đâu, mau tới đây, thấy cảnh này, Viên Thiếu Khang lại trỗi lên hy vọng. Hắn vừa hét giống lên, vừa xông tới, Hàn Phương Nhiên, Đinh Dũng có gì tốt, tại sao em thả chết chứ không theo anh? Anh sẽ không để em chết, dù không có được trái tim của em thì anh cũng phải có được cơ thể em, Viên Thiếu Khang như kẻ điên. Hắn ôm lấy Hàn Phương Nhiên dậy, cắn răng rít lên, anh tuyệt đối sẽ không để em chết. Cho dù mất bao nhiêu tiền anh cũng sẽ cứu em. Anh sẽ cho em thấy tên Đinh Dũng đó bị anh giày vò thế nào, anh phải cho em thấy hắn quỳ xuống xin anh tha làm sao. Thiếu gia, có chuyện gì vậy? Đúng lúc này, mấy bảo vệ vội vàng chạy tới. Thấy mấy tên bảo vệ, Viên Thiếu Khang vội hét lên, mau, mau gọi xe cứu thương. Vâng, mấy tên bảo vệ vội vàng rút điện thoại gọi cấp cứu. Không lâu sau, một chiếc xe cấp cứu đi vào biệt thự. Trong viện, Viên Thiếu Khang ngồi trên băng ghế bên ngoài phòng cấp cứu, mấy thuộc hạ của hắn nhìn nhau ngơ ngác, không ai dám nói thêm lời nào. Cũng không biết mất bao lâu, đèn trong phòng cấp cứu mới tắt đi, mấy y bác sĩ đi ra ngoài. Viên Thiếu Khang vội chạy đến hỏi, sao rồi ạ? Hai, Viên Thiếu gia, chúng tôi đã cố hết sức rồi, bác sĩ trưởng Ca lắc đầu thở dài, mặc dù có thể giữ được tính mạng nhưng vì chịu tổn thương quá nặng nên có thể tỉnh lại hay không thì phải xem bản thân cô ấy rồi. Nghe bác sĩ nói nửa câu đầu, Viên Thiếu Khang suýt chút nữa thì đứng không vững ngã ra đất. Hắn không khỏi thầm gào thét trong lòng, Hàn Phương Nhiên sao có thể chết như vậy được chứ? Thế nhưng không ngờ nửa câu còn lại của bác sĩ lại khiến Viên Thiếu Khang ngỡ ngàng. Hắn túm lấy cổ áo bác sĩ hét lên, mẹ kiếp, ông không biết nói một lần cho hết câu à? Tôi không quan tâm các ông dùng cách gì, phải cứu cho cô ấy tỉnh lại cho tôi, nếu không tôi đập nát cái viện này. Viên Thiếu gia. Đây, đây, viên bác sĩ kia mặt tái đi, hoang mang nói, chúng tôi đã cố hết sức rồi. Bệnh viện này vốn là nhà họ Viên đầu tư vào, Viên Thiếu Khang là tổng giám đốc ở đây, mọi người thừa biết nếu hắn muốn đuổi việc bác sĩ này thì lại là việc quá dễ dàng. Mấy người im hết cho tôi, ai dám tiết lộ thông tin này thì tôi giết các người, nói rồi, Viên Thiếu Khang tức tối uy hiếp rồi mới quay người bước đi. Có điều, bờ vách có tai. Cho dù Viên Thiếu Khang có uy hiếp thế nào, thậm chí phái người theo dõi nhưng thông tin vẫn bị lọt ra ngoài. Một gia tộc lớn như nhà họ Viên kể cả có thông tin gì khác thường thì các phương tiện truyền thông cũng không dám đăng bài. Thế nhưng lại có một cơ quan truyền thông chẳng màng tính mạng như vậy, đăng bài Hàn Phương Nhiên xuất hiện ở bệnh viện và còn trong tình trạng trọng thương hôn mê. Chuyện thuộc sở hữu của Metroid Hot Android và Finovel iOS. Trước đó việc một trong 10 đại nhân kiệt của thành phố Kim Châu là Hàn Phương Nhiên mất tích đã được đăng tin nhưng chưa có kết quả của cơ quan điều tra. Lúc này thông tin Hàn Phương Nhiên vừa xuất hiện trên báo lập tức kéo theo sự chú ý của cả thành phố Kim Châu. Vô số cuộc điện thoại gọi tới nhà họ Hàn. Hàn Thành Sơn và Lâm Hồng Ngạn biết được tin thì lập tức tìm tới Hàn Tông Khôn. Hàn Tông Khôn chỉ có thể miễn cưỡng tới bệnh viện. Khi cả thành phố Kim Châu đều sục sôi thì Đinh Dũng ở Bắc Cảnh xa xôi dẫn theo mấy người phía Kim Vô Đạo băng qua núi Phổ Lôi Nhĩ, kiểm tra một lượt mọi ngóc ngách mà phủ thành chủ nghi ngờ. Đinh Dũng không phát hiện ra vấn đề gì. Trong núi Phổ Lôi Nhĩ quả thực phong ấn hung thú, nhưng hung thú mà ở thời thượng cổ chỉ có thể phong ấn mà không thể giết này, nếu dùng máu của dã thú bình thường thi triển cửu linh phong cấm thì căn bản không có tác dụng. Đây chính là địa điểm cuối cùng, Đinh Dũng nhìn sơn động trước mặt, hít sâu. Không phải tôi đả kích các người nhưng máu của dã thú bình thường không thể giải quyết được vấn đề.
Nếu như mọi người thật sự muốn phong ấn thêm nữa thì phải lấy linh huyết thật đến. Hiện giờ bắc cảnh thay đổi, qua vài năm nữa có lẽ sẽ gặp được linh thú. Vừa nói, Đinh Dũng vừa rút điện thoại ra nhìn, vẫn không có tín hiệu. Sư phụ muốn dùng điện thoại sao? Thấy Đinh Dũng nhìn điện thoại, Kim Vô Đạo rút điện thoại ra, cười nói, điện thoại thường ở đây không có tín hiệu, phải là điện thoại vệ tinh mới được. Có điều chỉ có thể gọi điện, muốn lên mạng thì không được ạ. Nói rồi, Kim Vô Đạo đưa điện thoại vệ tinh cho Đinh Dũng. Đinh Dũng lắc đầu nhìn chiếc điện thoại vệ tinh nhưng không nhận lấy. Anh chỉ muốn xem có ai liên lạc với mình không. Chúng ta vào trong thôi. Thấy Đinh Dũng không lấy điện thoại, Kim Vô Đạo cười nói, sơn động này vô chủ, cũng không biết bên trong có nguy hiểm hay không. Lát nữa mọi người đi sát nhau nhé. Cát, có thể xảy ra gì được chứ, chẳng phải chỉ là một hang động cũ thôi sao, Lý Uyển nhếch miệng. Cô gái, sư phụ tôi sợ mọi người xảy ra chuyện thôi. Sao cô lại không biết tốt xấu như thế nhỉ, không sợ thì cô đi trước đi, nghe Lý Uyển nói vậy, Kim Vô Đạo không lên tiếng, Tống Long không nhịn nổi nên lên tiếng. Lý Uyển cau mày gần như không phục, hắng giọng nói, đi trước thì đi. Nói rồi, cô ta tiến lên trước. Đợi đã, đúng lúc này Đinh Dũng đột nhiên lên tiếng ngăn lại. Sao vậy, Lý Uyển cau mày không di chuyển tiếp nữa. Mặc dù cô ta không muốn nghe Đinh Dũng nói nhưng mấy ngày nay mọi dự đoán của Đinh Dũng rất chính xác khiến cô ta không thể không tin, đặc biệt là bên trong hang động lại tối đen như vậy, cô ta quả thật cũng sởn da gà. Tôi đi trước, mọi người cẩn thận. Đinh Dũng mặt mày nghiêm túc. Đi vào trong hang động, cái đèn pin trong tay Đinh Dũng phát ra ánh sáng yếu ớt, miễn cưỡng cũng có thể thấy được đường phía trước. Hang động này rất dài, không biết kéo dài tới đâu. Ánh sáng của đèn pin quá yếu, đi chưa được mấy bước, Tống Long không khỏi lẩm bẩm, đèn này dùng tốn pin thật. Còn quảng cáo sạc 1 giờ dùng cả tháng, mới dùng được mấy ngày đã sắp hết pin rồi. Ha ha ha, cậu thanh niên ngây thơ quá đấy. Mấy hộ vệ của phủ thành chủ nghe vậy thì bật cười. Đinh Dũng không nói gì, cau mày suy nghĩ, cất đèn pin đi. Phía trước đột nhiên chỉ toàn bóng tối, mấy người phía Tống Long thấy vậy thì nhanh chóng lấy đèn pin ra, sao lại hết pin rồi? Không phải, Đinh Dũng lắc đầu. Sau đó anh rút ra một thanh kiếm sắt từ trong túi đựng đồ rồi tìm mấy bộ quần áo bọc nó lại, ngón tay khẽ gảy, một quả cầu lửa hiện lên trên lớp quần áo kia, lập tức bốc cháy. Mấy thứ này đều được Đinh Dũng cướp lại được từ tên quỷ công tử trước đó. Vì chưa dùng đến nên Đinh Dũng vẫn luôn để đó. Lúc này sau khi ngọn lửa kia bốc lên, xung quanh lập tức sáng lên. Ngọn lửa tỏa ra ánh sáng còn sáng hơn của đèn pin nhiều. Mau nhìn, đây là gì vậy? Ngọn lửa bùng lên, có người chỉ ngay vào bức tường thét lên kinh ngạc. Người thét lên chính là cô gái duy nhất trong 6 hộ vệ của phủ thành chủ. Cô ta bụng miệng. Tay còn lại chỉ vào vật thể màu xám gần như liên kết dính chặt với bức tường kia. Vật thể này cũng phải cao bằng con người, dựng thẳng và gần như dính liền với bức tường kia. Nó có màu đen xám, nếu như không phải có phần gồ lên thì người ta còn tưởng đó là tảng đá trồi ra ngoài nữa. Nghe giọng cô gái, một hộ vệ bên cạnh cô ta mặt mày kinh ngạc. Hắn giơ tay chạm vào vật màu đen xám kia, ai ngờ vừa chạm phải thì vật đó đã xuất hiện khe hở. Bên ngoài chỉ là lớp màng mỏng màu đen xám bao quanh mà thôi. Cái gì thế này, người này thầm nhủ, kéo lớp màng kia ra. Sau đó thứ ở bên trong xuất hiện khiến tất cả mọi người đều ngỡ ngàng. Đến Đinh Dũng cũng không khỏi cau mày. Trời ơi, cô gái kia không khỏi kinh ngạc, lùi về sau, bụng miệng thét lên, sao lại thế này? Trong lớp màng mỏng màu đen xám trên tường chính là một thi thể đang nhắm nghiền mắt. Thi thể này có làn da hãy còn căng mịn. Đó là một nam thanh niên. Đây không phải là tên tiểu tử mà 2 ngày trước đi vào đây cùng chúng ta sao? Đúng lúc này một người đàn ông khác ngạc nhiên lên tiếng. Tôi còn nhớ rất rõ tên tiểu tử này đụng phải tôi, suýt chút nữa còn bị tôi cho một trận. Sao lại chết rồi chứ? Vừa nói, người đàn ông kia lại vừa lẩm bẩm, vội nhìn xung quanh, sao tôi lại thấy xung quanh u ám thế này nhỉ? Kim Vô Đạo và Đinh Dũng từ đầu tới cuối vẫn không lên tiếng. Cả 2 người chăm chú quan sát thi thể này với vẻ mặt khác thường. Thi thể này trông như còn sức sống vậy, gần như không thấy có bất cứ điều gì khác thường. Nếu không phải nhắm mắt và bị treo trên bức tường trong động thì người ta còn không thể nhận ra người này đã chết. Sư phụ, người xem, sắc mặt người này không hề tỏ ra đau đớn, cũng không có dấu hiệu của sự vùng vẫy. Đúng lúc này, Kim Vô Đạo đột nhiên chỉ về phía thi thể, nói con đoán,
trước khi chết cậu ta không phải trải qua cảm giác đau đớn, thậm chí còn không biết mình đã chết rồi. Cương Thi Thảo, nghe Kim Vô Đạo nói vậy, Đinh Dũng chợt sáng mắt lên. Kim Vô Đạo gật đầu, mặt tối sầm lại nhìn xác chết trước mặt, nói chết mà không để lại dấu tích gì thế này chỉ tồn tại ở Bắc Cảnh. Nếu như gặp ở chỗ chúng ta thì con lại sẽ không đoán như vậy, nói rồi, Kim Vô Đạo khẽ cười nhìn Đinh Dũng. Từ đầu tới cuối, sắc mặt Đinh Dũng vẫn rất thản nhiên. Kể cả nghe Kim Vô Đạo nói vậy thì anh vẫn không hề thay đổi sắc mặt. Trong đôi mắt sâu thẳm kia của Đinh Dũng lại như có thêm ánh nhìn đầy tự tin. Đinh Dũng nói, chưa chắc, con đừng quên mọi thứ ở đây đều đã tiến hóa. Cương Thi Thảo là do một loại thực vật ký sinh thâm nhập vào cơ thể sống của con người và sinh trưởng trong cơ thể đó nên khi tới giai đoạn trưởng thành, nó sẽ thoát ra khỏi xác chết đó, gần giống với đông trùng hạ thảo, có chút cảm giác như đông nhân hạ thảo. Có điều trong xã hội hiện giờ, các loại thiết bị quét đều rất phát triển, sau khi cơ thể con người phản ứng không thích nghi thì có thể phát hiện ra ngay lập tức. Chúng còn chưa kịp sinh trưởng đã bị giết sạch rồi. Loại cương thi thảo này còn một tên gọi khác dễ nghe hơn là tiếu nhan thảo. Đặc điểm nổi trội nhất của cương thi thảo chính là ký chủ bị cương thi thảo ký sinh ở giai đoạn cuối không những không cảm nhận được đau đớn mà ngược lại trong nội tâm lại thấy hưng phấn vô cùng, miệng không ngừng cười và cứ cười liên lục cho tới chết. Lẽ nào cái thứ thế này còn có thể tiến hóa sao ạ? Kim Vô Đạo nhướng mày, mặt nghiêm hẳn lại. Cái thứ được gọi với tên cương thi thảo này vốn dĩ vô cùng nguy hiểm. Nếu như tiến hóa rồi thì có trời mới biết nó sẽ biến thành loại thế nào cho nên nhất thời, đến cả Kim Vô Đạo cũng còn thấy sởn tóc gáy. Ngược lại, những người khác vì không biết cương thi thảo là gì nên không cảm thấy như Kim Vô Đạo. Đinh Dũng hít vào một hơi thật sâu, liếc mắt nhìn tất cả mọi người. Kim Vô Đạo lập tức dẫn mọi người lùi sau nửa bước, chỉ để lại mình Đinh Dũng đứng trước thi thể kia. Chúng ta còn chưa biết có phải là kim thể thảo không, thế nhưng, khi những đốm lửa cháy rực còn vang lên những tiếng kêu lộp bộp, Đinh Dũng nhìn vào thi thể, hồi lâu mới lên tiếng, thôi bỏ đi, đi tiếp về phía trước. Vốn dĩ anh định phân tích và mổ xẻ thi thể này nhưng nghĩ tới ở đây còn có hai người con gái nữa nên Đinh Dũng bỏ đi ý định, đặc biệt là Lý Uyển ở đây, tới lúc đó lại hét ầm lên nên rất rắc rối. Nghe Đinh Dũng nói vậy, cả đám người mặt nhìn nhau ngơ ngác. Chỉ có Kim Vô Đạo như ý thức được điều gì, vội đi theo. Tất cả lại di chuyển về phía trước, hang động này ngoằn ngoèo khúc khuỷu, càng đi vào bên trong, xung quanh càng yên tĩnh, chỉ còn lại những tiếng bước chân và tiếng thở vang lên. Bầu không khí này rất dễ khiến người ta phải lo âu. Quả nhiên, chẳng mấy chốc đã có một người đàn ông tỏ ra lo lắng, nơi quỷ quái này rốt cục sâu đến đâu chứ? Ai mà biết được, mặc dù bản đồ đánh dấu nơi này rồi nhưng chưa ai từng tới đây, cô gái đi phía trước lắc đầu an ủi, có lẽ sắp tới nơi cuối cùng rồi, lẽ nào còn có thể thông tới tâm trái đất. Cô ta vừa dứt lời, phía trước chợt vang lên tiếng hét thất thanh. Lý Uyển nhanh chóng lùi về sau, đâm sầm vào người Tống Long. Ở đây lại có thêm một cái nữa, Tống Long chỉ vào bức tường cau mày nói. Nghe Tống Long nói vậy, Lý Uyển vội ôm ngực. Liếc sang Tống Long mà làm bộ dạng nôn ói, anh hét cái gì thế, làm tôi giật cả mình, lại là cái gì cơ? Tiếp tục đi đi, sắp tới cuối hang động rồi, Đinh Dũng quay đầu nhìn tỏ vẻ mất hứng. Trên tường lại có phần lồi da màu đen xám, giống hệt với thi thể ban nãy. Mặc dù cách chết của những người này rất dị thường nhưng Đinh Dũng lại không hề tỏ ra hoang mang vội vàng. Tới cuối hang động, mọi thứ sẽ tỏ tường thôi. Sao anh biết, nghe Đinh Dũng nói vậy? Lý Uyển ở bên sững người hỏi lại, có phải anh từng tới đây không? Không, nói rồi, Đinh Dũng không quay đầu lại mà cứ thế di chuyển về phía trước. Thấy bộ dạng đó của Đinh Dũng, Lý Uyển hậm hực nghiến răng nhưng không nói thêm gì, chỉ khi không ai chú ý đến, cô ta mới nhe răng giơ vuốt ra sau lưng Đinh Dũng. Dù gì cô ta cũng là đại tiểu thư của nhà họ Lý, đi tới đâu cũng đều được người ta coi trọng. Từ Bắc Cảnh tới Giang Bắc, có ai mà không theo đuổi cô ta? Thế nhưng Đinh Dũng lại tỏ thái độ thờ ơ với cô ta, điều này rõ ràng đã làm tổn thương tới sự tự tôn của Lý Uyển. Cô ta đột nhiên hoài nghi về dung mạo của mình rồi lại nhìn Đinh Dũng với vẻ mặt thắc mắc. Không biết Đinh Dũng có phải trai thẳng hay không? Cả đoàn người bắt đầu trầm lắng hẳn. Trong lòng ai nấy đều cảm thấy nặng nề nhìn về bóng hình Đinh Dũng đang di chuyển nhanh như bay về phía trước mà không khỏi trầm trồ về sự dũng cảm của Đinh Dũng. Trên thực tế bọn họ cũng không biết một điều rằng Đinh Dũng quá quen với những hoàn cảnh thế này rồi. Thời thượng cổ, khi theo nữ oa,
từ cửu u sâu thăm thẳm cho đến thiên sơn treo leo, chẳng nơi nào dễ chịu hơn nơi này cả. Nữ oa đại thần, nghĩ tới đây, trong lòng Đinh Dũng lại không khỏi cảm thán. Bao nhiêu năm rồi, anh đã quên nữ oa đại thần trông thế nào rồi, chỉ có thể nhớ mơ màng về bóng hình nữ oa là một người rất xinh đẹp, đẹp hơn tất cả mọi nữ nhân trên thế gian. Đây là gì, đúng lúc này, tiếng nói của mấy người phía Tống Long kéo Đinh Dũng về với thực lại. Anh định thần lại nhìn về phía trước, trong khoảng không tối mịt kia lúc này lại có điểm sáng nhỏ xuất hiện giống như hình ảnh của một con đom đóm vậy. Thấy điểm sáng này, Đinh Dũng mới cau mày. Anh lập tức ngẩng đầu nhìn và có thể lờ mờ nhìn thấy bức tường ở phía trước. Đã tới cuối động rồi. Tất cả mọi người đừng di chuyển, bịt mũi và miệng lại, không được chạm vào điểm sáng kia. Đinh Dũng nhớ tới xác chết trên vách tường trong hang động, anh nhanh chóng di chuyển về phía trước. Những điểm sáng này giống như bay theo chiều gió vậy, cứ bay theo bóng người Đinh Dũng di chuyển trong không trung. Thế nhưng nếu quan sát kỹ thì sẽ phát hiện ra những điểm sáng này đang lại gần Đinh Dũng, gần như muốn nhấn chìm Đinh Dũng. Phần cuối hang động, tại vị trí gần bức tường có một cây cỏ phát ra ánh huỳnh quang. Cây cỏ này có màu đỏ như màu máu, tổng cộng có 7 phiến lá. Sau khi cảm nhận được sự xuất hiện của Đinh Dũng, 7 phiến lá kia bắt đầu rung rinh như đang chào gọi Đinh Dũng vậy. Quả nhiên là thứ này, có điều hơi khác so với trong tưởng tượng của mình, Đinh Dũng nheo mắt, cơ thể bắt đầu xuất hiện những ánh sáng trắng mờ, linh lực cũng xuất hiện ngăn những đốm sáng kia không thâm nhập vào cơ thể. Sau khi Đinh Dũng đặt chân xuống đất, anh đặt tay lên mặt đất mà cây cỏ màu đỏ kia sinh trưởng rồi nhắm mắt lại. Sức mạnh linh hồn xuyên qua bề mặt đất, thăm dò xuống sâu hơn. Quả nhiên, ở bên dưới cách đó chưa tới 1 mét có chôn một thi thể đã khô cứng. Thi thể này và mặt đất hòa lại thành một, nó không còn khác so với cây khô nữa rồi. Phần rễ của cây cỏ kia bám sâu xuống phía dưới. Cảm nhận được những điều này, Đinh Dũng quay đầu nhìn, trong ánh mắt rõ vẻ kinh ngạc. Hóa ra là dựa vào bào tử để tồn tại, bắt lấy vật để nuôi sống bản thân, Đinh Dũng hít vào một hơi thật sâu và không khỏi ngỡ ngàng. Cương thi thảo thông thường có 2 lá, về sau này khi ký sinh thành công trên một cơ thể con người thì nó có thêm 1 lá nữa. Hiện tại gốc cỏ này đã có tới 7 cái lá, có nghĩa là đã có 7 người mất mạng. Lại thêm cây cỏ này rõ ràng khác biệt với những loài cây khác, nó có khả năng tiến hóa đáng kinh ngạc. Để lại không có tác dụng nhưng bỏ đi thì lại nguy hại cho nhân gian, Đinh Dũng thở dài. Loài cây này đối với anh mà nói rõ ràng là vô dụng, nếu như để nó cứ thế sinh trưởng ở đây thì không biết sẽ có bao nhiêu người phải bỏ mạng trong hang động này. À, đúng lúc này, phía sau vang lên tiếng hét thất thanh. Tiếng thét đó rất quen thuộc, có lẽ là của Lý Uyển. Đinh Dũng cau mày quay người nhìn về phía sau. Thông qua những điểm sáng lập lòe kia, anh có thể nhìn thấy một đám người đang bấn loạn. Có chuyện gì vậy? Đinh Dũng nhanh chóng đi tới. Vừa lại gần, Đinh Dũng đã trông thấy một người trong số 6 hộ vệ kia đang dựa vào tường, miệng nhếch lên khẽ cười, ánh mắt khác thường. Cho dù những người khác có lôi kéo khuyên nhủ thế nào cũng không có tác dụng. Đinh Dũng thấy vậy thì nhanh chóng chạy đến, cau mày rẽ đám người ra, không phải nói mọi người bịt mũi vào đừng chạm vào những thứ ở đây sao? Chúng tôi còn chưa chạm vào mấy thứ này, là mấy thứ này tự tìm, nghe Đinh Dũng nói vậy, một người vô thức lên tiếng phản bác lại, thế nhưng chưa nói xong thì đã bị Đinh Dũng lạnh giọng nạt lại, không cho các người đụng vào chúng mà chúng đụng tới thì các người không biết đường mà tránh à. Ngu xuẩn, Đinh Dũng hạ giọng. Thế nhưng nghe Đinh Dũng nói vậy, những người kia không ai dám hó hé câu nào, chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất. Sư tổ, giờ phải làm sao ạ? Tống Long nhìn cái xác người đàn ông giống với mấy cái xác ban nãy bọn họ gặp mà mặt mày khó coi thấy rõ. Đinh Dũng lắc đầu, quay đầu nhìn về những đốm sáng bao xung quanh cây cỏ cương thi thảo 7 lá màu máu kia. Muốn loại bỏ bào tử trên cơ thể người đàn ông kia thì cách đơn giản nhất chính là nhổ cây cương thi thảo này đi. Nghĩ vậy, Đinh Dũng không do dự thêm nữa. Anh sải bước tới, luồng sáng trắng trong lòng bàn tay đậm dần, linh lực khủng khiếp cứ thế phóng ra khỏi lòng bàn tay. Anh túm lấy cây cương thi thảo kia rồi nhổ thật mạnh. Tiếng kêu gào thảm thiết vọng lên trong đầu Đinh Dũng. Cây cương thi thảo màu máu bị anh nhổ khỏi mặt đất, phần rễ nứt lìa sau đó chảy ra loại nước màu đỏ như màu máu tươi choáng đầy mặt đất. Cất nó đi đã, Đinh Dũng lấy ra một hộp ngọc trong túi đựng đồ, cho cây cương thi thảo này vào trong, sau đó thuận tay phong vài đường phong cấm rồi mới cất đi. Khi cây cương thi thảo màu máu bị nhổ, những điểm sáng xung quanh sao động, di chuyển điên cuồng về phía Đinh Dũng.
Thế nhưng toàn thân Đinh Dũng phát ra ánh sáng trắng khiến cho những điểm sáng này căn bản không thể vượt qua được linh lực của cơ thể Đinh Dũng, ngược lại giây phút tiếp xúc với linh lực, chúng bị đánh bật mà bay đi. Sư phụ, đúng lúc này, Kim Vô Đạo trông thấy sự thay đổi của những điểm sáng nên vội hỏi với giọng lo âu, sư phụ, thế nào rồi? Dứt lời, Kim Vô Đạo và Tống Long đều bịt mũi và miệng lại lao tới. Đột nhiên, những điểm sáng này phát ra những âm thanh lộp bộp. Ngay sau đó liền thấy trên ngón tay Đinh Dũng có một quả cầu lửa cực lớn đang cháy. Tất cả những điểm sáng đều bị quả cầu lửa này thiêu thành bột vụn. Không sao rồi, lôi họ khỏi bức tường kia, khiêng ra ngoài, Đinh Dũng khẩy ngón tay, quả cầu lửa đột nhiên biến mất. Sau đó anh nhìn Kim Vô Đạo, nói, đem đồ đưa cho ta, chuẩn bị cửu linh phong cấm, phong ấn nơi này. Mấy người trợn tròn mắt. Đặc biệt là năm hộ vệ kia thấy quả cầu lửa trên tay Đinh Dũng thì mặt người nào người nấy đều ngơ ngác, như sắp nhảy ra khỏi tròng đến nơi. Bọn họ chưa bao giờ thấy thuật pháp thế này, lúc này Đinh Dũng trong lòng bọn họ như một vị thần vậy. Thử nghĩ xem một người có thể tiện tay biến ra cả quả cầu lửa, trên cả chặng đường lại thể hiện là một người tường tận mọi thứ thì sao có thể là một người bình thường được. Có điều những người này cũng không phải người bình thường, chẳng mấy chốc bọn họ đã định thần trở lại. Năm người nhanh chóng kéo đồng bọn xuống khỏi bức tường. Nói ra thì cũng lạ, trước đó người hãy còn dính chặt lấy tường nhưng lúc này lại rất dễ dàng tách ra khỏi đó. Cả đám người nhanh chóng khiêng đồng bọn ra ngoài. Bọn họ cũng không muốn ở lại cái nơi quỷ tha ma bắt này nữa. Còn Kim Vô Đạo đưa đồ cho Đinh Dũng xong thì cũng theo lệnh Đinh Dũng, cùng mấy người phía Tống Long rời khỏi hang động. Lúc này trong hang động chỉ còn lại một mình Đinh Dũng. Anh hít sâu, nhìn hang động nối đen như mực. Đinh Dũng dậm chân xuống đất, một tiếng động mạnh vang lên, cứ thế tạo ra một cái hố rất to, để lộ ra bộ xương khô đét. Đinh Dũng không chú ý đến bộ xương này mà chôn chín bình gốm xuống đất, sau đó lấp đất lên trên và thi triển cửu linh phong cấm phong ấn nơi này. Mặc dù Đinh Dũng không cảm nhận được nó có tác dụng gì nhưng người của phủ thành chủ cho rằng nên như vậy thì Đinh Dũng cũng không thêm lời, không giải thích với bọn họ. Có điều Đinh Dũng lại không nhận ra một điều rằng, hang động vốn dĩ kín bưng thế này sẽ không có sóng điện thoại thì lúc này chiếc điện thoại đã lâu không có sóng đột nhiên có tín hiệu trở lại. Trong chốc lát, vô số tin nhắn báo về máy Đinh Dũng. Chiếc điện thoại của Đinh Dũng lập tức kêu tinh tinh. Anh thẫn thờ, vội rút điện thoại ra nhưng vẫn chưa kịp kiểm tra thì đột nhiên có một cuộc điện thoại gọi tới. Đại ca, cuối cùng anh cũng nghe điện thoại rồi. Xảy ra chuyện rồi, trong điện thoại là giọng của Trương Bồi Sơn. Vừa nghe điện. Đinh Dũng đã cảm nhận được giọng nói hết sức nặng nề của hắn. Anh hạ giọng hỏi, sao vậy? Nhà họ Hàn xảy ra chuyện rồi, chị dâu mất tích, nhà họ Hàn chịu thiệt hại nghiêm trọng, Trương Bồi Sơn hít sâu, đem chuyện xảy ra mấy ngày gần đây thuật lại. Khi nhắc tới sự mất tích của Hàn Phương Nhiên, giọng nói của hắn tỏ vẻ bi thương thấy rõ. Chỉ nghe thấy phía Đinh Dũng chợt vang lên những âm thanh rè rè, rồi sau đó là một tràng tút tút. Nhà họ Viên. Tao không giết loại chó má chúng mày thì Đinh Dũng tao không phải là người. Đinh Dũng đứng trong hang động, ánh mắt đằng đằng sát khí. Anh tung nắm đấm vào vách tường ngay đó khiến cho không ít bụi đất bay lào xào xuống dưới. Có chuyện gì vậy? Nghe thấy âm thanh phát ra bên trong hang động, mấy người phía Kim Vô Đạo đều tái mặt. Tống Long là người đầu tiên xông vào trong, những người còn lại chạy theo nhưng bọn họ còn chưa vào đến nơi thì đã thấy Đinh Dũng hùng hổ với sát khí đằng đằng đi ra. Lúc này Đinh Dũng giống như một vị sát thần bước ra từ địa ngục, ánh mắt sắc lạnh khiến cho nhiệt độ xung quanh như giảm đi vài độ. Sư phụ, Kim Vô Đạo cau mày, chưa bao giờ ông ta thấy Đinh Dũng trong bộ dạng thế này. Kể cả là trước kia, khi Cửu Châu đối diện với mối hận nước thù nhà thì Đinh Dũng cũng chỉ thi thoảng mới ra tay vì căm phẫn, thế nhưng hiện giờ bộ dạng này của Đinh Dũng lại khiến Kim Vô Đạo không khỏi sợ hãi. Đi theo tôi, Đinh Dũng nói một câu sau đó đi trước. Hàn Phương Nhiên gặp chuyện chẳng lành, Đinh Dũng lòng như lửa đốt. Anh phải nhanh chóng quay về. Lúc này Đinh Dũng vừa nghĩ, vừa đi ra khỏi núi. Nghe Đinh Dũng nói vậy, Kim Vô Đạo sững người. Mặc dù ông ta không biết Đinh Dũng rốt cuộc bị sao nhưng Đinh Dũng đã lên tiếng rồi thì ông ta cũng không dám chậm trễ, lập tức đi theo. Tống Long và mấy người còn lại cũng đi theo. Chỉ có 6 hộ vệ kia còn cứng đơ người, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có điều lần này bọn họ đi theo là vì hỗ trợ Kim Vô Đạo nên chỉ đành thuận theo Kim Vô Đạo. Cả đám người đều là cao thủ, tốc độ di chuyển nhanh vô cùng, đặc biệt là Đinh Dũng, di chuyển thoát ẩn thoát hiện như bóng ma. Lúc này anh rất nóng lòng,
đâu còn chút lý trí nào, chỉ muốn lập tức quay về. Mất nửa ngày trời mới tới được cửa vào núi. Lúc này ở đây bao trùm luồng ánh sáng mờ ảo, ngăn cách nơi này liên hệ với thế giới bên ngoài. Nếu ở bên ngoài nhìn vào thì chỉ thấy đây là màn sáng mờ ảo, nhưng nếu ở bên trong nhìn ra thì lại giống như làn sương mờ vô tận vậy. Sư phụ, người định làm gì vậy? Theo Đinh Dũng tới cửa ra vào núi, Kim Vô Đạo sững người, nói với giọng kỳ lạ, rằng núi này bị trận pháp bao trùm. Nếu không tới thời khắc thì không ra được. Không ra được, Đinh Dũng cau mày nhìn ánh sáng mờ ảo như màn sương trước mặt, nói, vậy thì phá bỏ để ra ngoài. Nói rồi, Đinh Dũng di chuyển, chuẩn bị ra tay xử lý luồng sáng trước mặt. Đợi đã, thấy Đinh Dũng sắp chạm vào màn sáng đó, Lý Uyển và sáu hộ vệ kia chạy theo. Thấy động tác của Đinh Dũng, Lý Uyển vội hét, đừng chạm vào màn sáng đó, nếu không sẽ bị thương. Nghe Lý Uyển nói vậy, Đinh Dũng khựng người quay đầu lại. Màn sáng này tồn tại từ thời thượng cổ đến bây giờ, không biết do thần tiên nào để lại. Không tới thời gian mở thì tuyệt đối không thể mở được. Trước đó có vô số đại sư với thực lực cao cường cùng ra tay nhưng không ai có thể đánh bay màn sáng này. Trong đó có hai người bị thương nặng, Lý Uyển nhìn màn sáng trước mặt, nói với Đinh Dũng bằng giọng nghiêm trọng. Cho dù bị thương thì tôi cũng phải ra ngoài, Đinh Dũng hít sâu, tỏ vẻ kiên định. Còn 5 ngày nữa mới có thể ra ngoài, có việc gì mà gấp như vậy? Lẽ nào còn quan trọng hơn cả tính mạng của anh? Lý Uyển thay đổi nét mặt, nhanh chóng đi tới, kéo tay Đinh Dũng. Tôi nói cho anh biết có thứ gì mà quan trọng hơn cả tính mạng của anh. Anh cố tình ra tay không những không thể phá bỏ màn sáng này mà ngược lại còn khiến mình bị thương, thậm chí là phải chết. Đinh Dũng đột nhiên quay đầu lại nhìn cô ta, ánh mắt chất chứa sát khí. Anh nói rõ ràng, không thử thì sao biết không phá bỏ được. Dứt lời, không đợi Lý Uyển lên tiếng, Đinh Dũng cứ thế vung nắm đấm đánh về phía màn sáng kia. Anh muốn thử xem lực duy trì màn sáng này mạnh tới mức nào. Trong lòng Đinh Dũng lúc này chỉ toàn nỗi căm phẫn. Anh không muốn chờ đợi thêm nữa. Lý Uyển thấy Đinh Dũng ra tay thì thét lên. Cô nhớ rõ ràng trước đó đã thấy cảnh năm đại sư cùng đồng thời ra tay. Kết quả hai người bị trọng thương ói ra máu. Vì vậy bố cô ta còn đưa ra kết luận kết giới này dù là tông sư cũng không thể phá bỏ. Và lại thực lực càng mạnh thì khả năng tác động lên nó lại càng yếu. Bịch, một tiếng động mạnh vang lên, màn sáng vốn dĩ còn yên ắng bỗng chốc bị kích động và dấy lên đợt sóng mới. Đinh Dũng cảm nhận được rung chấn rất kịch liệt thuận theo nắm đấm mà thâm nhập vào cơ thể anh. Cộp, 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 Đinh Dũng lùi về sau vài bước mới dừng lại được. Anh nheo mắt nhìn màn sáng, tự nhủ, không ngờ nó lại mạnh như vậy, cũng không biết là vị cao nhân nào tạo ra trận pháp này. Những người phía sau Đinh Dũng thấy anh lùi lại thì người nào người nấy mặt mày biến sắc. Đặc biệt là Lý Uyển, cô ta rõ vẻ kinh ngạc. Cô ta biết thực lực của Đinh Dũng rất mạnh, nhưng không ngờ Đinh Dũng mạnh tới mức không những có thể khiến cho màn sáng kia sao động mà lại không hề có dấu hiệu bị thương. Nên biết rằng trước đó mấy vị đại sư kia cùng lúc ra tay cũng chỉ khiến cho màn sáng này sao động một lát, và lại còn có hai vị đại sư vì trọng thương nên còn ói cả ra máu. Thế nhưng thực lực của Đinh Dũng nhất định đã vượt qua cảnh giới đại sư rồi. Lẽ nào anh ta đã đạt tới cảnh giới tông sư, nghĩ vậy, Lý Uyển mặt mày tái hẳn đi. Đương lúc cô ta mải suy nghĩ thì thấy Đinh Dũng lùi sau vài bước. Cô ta thở phào nhẹ nhõm, cho rằng Đinh Dũng không phá bỏ được màn sáng kia nên từ bỏ. Nào ngờ Đinh Dũng sau khi lùi về thì lại lần nữa đạp mạnh vào mặt đất, cả cơ thể lao vọt về phía trước như một mũi tên ra khỏi cung. Tốc độ của anh còn nhanh hơn trước đó rất nhiều. Tránh ra cho tôi, Đinh Dũng kiên định hét lên. Lần này anh dùng 10 phần thực lực, nhất định phải phá bỏ cho bằng được màn sáng kia. Theo dự đoán của Đinh Dũng thì dùng toàn bộ sức lực tấn công có lẽ có thể miễn cưỡng mà mở được một lối thoát ra khỏi đây. Rầm, một âm thanh khủng khiếp không thể nào hình dung nổi phát ra sau nắm đấm của Đinh Dũng. Ngay sau đó, từng con sóng vô hình hình thành ở tứ phía. Màn sáng vốn dĩ như lớp xương kia lúc này lại hệt như tấm kính, xuất hiện vết nứt. Đinh Dũng còn chưa đáp đất thì màn sáng đó hiện ra một lỗ hổng vừa đủ một người chui lọt qua. Mắt Đinh Dũng sáng lên, anh chui qua khỏi lỗ hổng đó, thoát ra khỏi núi Phổ Lôi Nhĩ. Thấy Đinh Dũng đi rồi, Kim Vô Đạo và Tống Long đưa mắt nhìn nhau, vội dẫn người đi theo. Chúng ta phải làm sao? Năm hộ vệ kiêng đồng bọn của mình nhìn sang Lý Uyển tỏ vẻ bất lực. Đinh Dũng dẫn Kim Vô Đạo đi rồi, bọn họ ở lại còn có ý nghĩa gì nữa đâu.
Năm hộ vệ kia do dự một hồi rồi kiêng xác đồng bọn rời khỏi đây, vừa hay ra khỏi đây có thể đưa đồng bọn đi chữa trị. Đúng là một tên dị thường, thấy mấy người phía Đinh Dũng đi khỏi, Lý Uyển tức tối vung tay hậm hực. Cô ta nhìn từng vết nứt trên màn sáng kia dần ghép lại với nhau mà vội chui ra ngoài. Lúc này, ở bên ngoài lối vào núi Phổ Lôi Nhĩ, người của các thế lực vẫn đang chờ đợi ở đây, chuẩn bị tiếp nhận đệ tử của gia tộc mình. Dù sao thì người có thể ra khỏi núi Phổ Lôi Nhĩ thì ít nhiều cũng sẽ mang theo chút gì đó. Nếu như bị người khác cướp mất thì quả là rắc rối. Núi Phổ Lôi Nhĩ vốn dĩ yên ắng thì đột nhiên chấn động. Màn sáng như lớp sương mờ kia lăn tăn gợn, kéo theo sự chú ý của tất cả các thế lực bên ngoài. Đặc biệt là nhà họ Lý lập tức có người vội vã chạy vào trong nhà bạt. Gia chủ, không ổn rồi, màn sáng trong núi Phổ Lôi Nhĩ có bất thường. Người kia chạy vào trong nhà bạt nhìn một người đàn ông trung tuổi đang ngồi khoanh chân trong đó rồi quỳ xuống cung kính lạy mà nói. Nghe thuộc hạ bẩm báo, người đàn ông kia mở mắt, cau mày hỏi lại có chuyện gì. Tôi cũng không biết, giống như có người nào ở trong đó phá bỏ kết giới vậy, người kia lắc đầu, sau đó chỉ dám nói ra phỏng đoán chứ không khẳng định. Người đàn ông trung tuổi kia nghe xong thì rõ vẻ hoài nghi. Ông ta hít sâu một hơi, đứng dậy. Giơ tay mang theo khí thế vô hình, dẫn ta đi xem. Ra khỏi nhà bạt, trong ánh mắt ông ta rõ vẻ âu lo, Uyển Nhi, con không được xảy ra chuyện gì đâu đấy. Người đàn ông trung tuổi này chính là Lý Chiến, gia chủ đương nhiệm của nhà họ Lý. Ban đầu ông ta đã ra lệnh không cho người của gia tộc tham gia vây bắt nhưng không ngờ mới chỉ bế quan có 2 ngày mà con gái ông ta đã lén dẫn người vào núi Phổ Lôi Nhĩ. Khi ông ta biết tin thì đã muộn. Chỉ đành dẫn người trực chờ ở đây, chỉ lo con gái gặp phải biến cố gì. Khi ông ta tới lối vào núi thì nơi này đã có không ít người tụ tập, trong đó có 3 thế lực dẫn đầu, lần lượt là 3 gia tộc đứng đầu thành Phổ Lôi Nhĩ. Anh Lý, không ngờ anh lại đích thân đến đây, một người của nhà họ Bắc Giã thấy Lý Chiến xuất hiện thì không khỏi ngạc nhiên. 2 người khác cũng tỏ ra kinh ngạc, không ngờ gia chủ nhà họ Lý lại đến đây. 3 người bọn họ đều là người của các gia tộc. Lần này bọn họ nhận lệnh đến đây, và không cùng đẳng cấp với Lý Chiến. Tôi tới đây xem thôi, Lý Chiến nhếch miệng cười. Đúng lúc này màn sáng kia lại một lần nữa sao động, đồng thời một âm thanh rất lớn truyền từ bên trong ra ngoài. Mặc dù 2 bên được ngăn cách bởi màn sáng kia, âm thanh cũng đã được giảm đi rất nhiều nhưng khi đến tai mọi người thì vẫn không khỏi khiến người ta đinh tai nhức óc. Lẽ nào bên trong thật sự có người phá được kết giới, thấy màn sáng kia sao động. Ông già của nhà họ Bắc Giã bật cười, trong ánh mắt mang theo vẻ khinh khi, màn sáng này đến cậu và tôi còn chẳng phá được thì người bên trong đừng mong phá được kết giới. Đúng là ngu xuẩn. Có điều người có thể khiến cho màn sáng sao động thế này thì thực lực chắc chắn không vừa, nghe ông già tộc Bắc Giã kia nói, 2 người còn lại liền gật đầu. Duy chỉ có Lý Chiến từ đầu tới cuối không hề lên tiếng. Vốn dĩ ông ta cũng không lo lắng cho lắm vì dù sao thực lực của Lý Uyển cũng là đại sư rồi. Và lại còn dẫn theo hộ vệ bên cạnh. Mặc dù ông ta cho rằng trong núi Phổ Lôi Nhĩ lần này có biến cố nhưng không ngờ lại có người mạnh đến mức có thể khiến màn sáng này thay đổi như vậy. Thực lực chắc chắn không kém gì ông ta. Ông ta chính là người năm xưa đích thân thử phá bỏ màn sáng này. Kể cả là dùng hết thực lực của Lý Chiến thì e rằng cũng rất khó phá bỏ kết giới. Trong núi Phổ Lôi Nhĩ lại xuất hiện một người mạnh thế này thì khó có thể biết được chắc chắn sự an nguy của Lý Uyển. Cũng không biết hiện giờ con gái ông ta thế nào rồi. Lý Chiến càng nghĩ càng sốt ruột. Đúng lúc này, một âm thanh vang lên khủng khiếp, ngay sau đó là trận gió lớn nổi lên. Lý Chiến vội lùi về sau. 3 người còn lại lập tức lùi về sau nhưng thuộc hạ của bọn họ lại không may mắn như vậy, cứ thế bị cơn gió kia quật ngã. Tách, tách, một loạt âm thanh vang lên. Màn bạc giống như lớp gương sáng loáng kia đột nhiên xuất hiện kẽ nứt, ngay sau đó, kẽ nứt kia lan rộng dần. Một bóng người bước ra, đi ra khỏi núi Phổ Lôi Nhĩ. Thấy cảnh này, mấy người phía Lý Chiến sững sờ, đặc biệt là ông già của tộc Bắc Giã. Sau khi thấy Đinh Dũng còn trẻ như vậy, ông ta lập tức xông lên. Theo ông ta thấy, Đinh Dũng còn trẻ như vậy thì không thể dựa vào thực lực mà phá bỏ kết giới. Ông ta nhất định phải tìm cách phá bỏ kết giới. Nếu như có thể tìm được cách thì rõ ràng sau này bọn họ có thể tùy ý ra vào núi Phổ Lôi Nhĩ rồi. Bắt lấy hắn, những người còn lại cũng nghĩ như vậy. Trong chớp mắt, 4 người đều xông về phía Đinh Dũng.
mặc dù ông già của tộc Bắc Dã kia là người đầu tiên xông lên nhưng tốc độ của Lý Chiến lại nhanh hơn. Sau đó, Lý Chiến đã vượt xa ông ta, cứ thế tới trước mặt Đinh Dũng. Lý Chiến vung tay phải toàn bóp cổ Đinh Dũng. Muốn chết, Đinh Dũng vừa ra ngoài đã bị tấn công bất ngờ thế này nên càng tức tối hơn bao giờ hết. Anh không thể kiềm chế dã tâm giết người được nữa. Lúc này Đinh Dũng không hề né tránh mà ngược lại còn lạnh lùng hơn. Anh giơ tay, tay nắm lại thành nắm đấm, đấm vào lòng bàn tay Lý Chiến. Ngu xuẩn, thấy cảnh này, ông già tộc Bắc Dã kia bật cười lạnh lùng. Lý Chiến là người có khả năng chiến đấu hàng đầu ở thành phố Lôi Nhĩ, thực lực của Lý Chiến còn hơn cả ông ta, thế mà chỉ một mình Đinh Dũng lại dám đối đầu với Lý Chiến mà không màng sống chết như vậy. Nghĩ vậy, ông già kia nhếch miệng cười một nụ cười hết sức tàn nhẫn, như thể đã trông thấy cảnh Đinh Dũng bị đánh bay ra ngoài, thân hình máu me be bét vậy. Đúng lúc này, từng bóng người bước ra khỏi màn bạc bị tách lìa, Lý Uyển cũng ở trong số đó. Cô ta vừa ra ngoài liền nghe thấy những âm thanh khác thường. Cô ta nhìn thấy bố mình đang lảo đảo lùi về sau mấy bước mới đứng vững được, còn Đinh Dũng vẫn đứng nguyên tại chỗ, cơ thể không hề di chuyển, đến chân cũng không nhấc lên. Quỳ xuống cho tôi, ông già kia đột nhiên nhân cơ hội đó xuất hiện phía sau Đinh Dũng, túm lấy gáy Đinh Dũng. Cẩn thận, Lý Uyển hét lên còn Kim Vô Đạo và Tống Long lập tức lao ra. Bịch, Đinh Dũng không hề để ý tới bàn tay đằng sau gáy mình. Cứ thế quay người tung một đấm vào bụng ông già kia. Ông ta như không ngờ Đinh Dũng lại ngó lơ lực đạo của mình. Nên biết rằng khi bóp cổ Đinh Dũng, ông ta đã dùng hết sức rồi, thế mà Đinh Dũng lại không hề hấn gì. Không được cử động, tôi xem ai dám đến, Kim Vô Đạo và Tống Long đứng bên Đinh Dũng, nhìn chằm chằm vào hai người còn lại mà hắng giọng các người muốn làm gì. Các người là ai, thấy Đinh Dũng và Kim Vô Đạo, hai người kia liền dừng bước, cau mày hạ giọng nạt nộ. Lý Chiến cũng kiềm chế cơn giận trong lòng, nhìn sang Lý Uyển nói, Uyển Nhi, con không sao chứ? Mau về nhà đi. Con không sao, Lý Uyển lè lưỡi, quay đầu nhìn Đinh Dũng rồi chạy tới bên Lý Chiến, cười hi hi, bố, con xin lỗi, lần tới con không dám vậy nữa. Hừ, đây là lần thứ mấy rồi, Lý Chiến bất lực nói. Lúc này, Đinh Dũng và mấy người phía Kim Vô Đạo đã bị người của ba đại gia tộc bao vây, đặc biệt là ông già của tộc Bắc Dã. Mặt mày tối sầm cả lại. Ông ta nhìn Đinh Dũng chằm chằm, các người là ai, tại sao lại trà trộn vào ngọn núi này? Chúng tôi là ai thì liên quan gì tới cậu, Kim Vô Đạo hắng giọng. Vốn dĩ thân phận của ông ta chẳng có gì mà phải che giấu, thế nhưng nếu không phải do thành chủ của thành phố Lôi Nhĩ không muốn tiết lộ việc này ra ngoài, tránh gây hoang mang thì Kim Vô Đạo cũng không muốn giấu thân phận làm gì. Hừ, hậu bối của chúng tôi còn ở trong đó, các người lại chạy ra ngoài trước. E rằng mưu đồ bất chính, ông già tộc Bắc Dã kia lên giọng nhìn Đinh Dũng với ánh mắt tôi độc mà nói, các vị, bắt bọn họ lại, tra khỏi cho nghiêm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 18.